Tử vi tháng 9 âm lịch năm Nhâm Dần 2022 của tuổi Tý, hung vận tăng lên, trở hành động vội vàng. Xem tử vi tháng 9 âm lịch năm Nhâm Dần cho thấy, hung vận tăng lên một cách nhanh chóng trong tháng 9 âm lịch, nhắc nhở những chú chuột làm gì cũng phải thận trọng, tính toán trước sau, đừng bất chấp hậu quả mà rước họa vào thân. Tháng này, nguyệt lệnh lâm tử, thêm hung tinh thiên cẩu chiếu mệnh, khá nhiều thách thức ập tới khiến bản mệnh chẳng thể an nhàn được phút giây nào. Cạnh tranh cũng có dấu hiệu tăng tiến, đề phòng tiểu nhân giở trò gây nhiều bất lợi. Đây không phải là một tháng có thể đưa ra hành động vội vàng, rất dễ dẫn tới những hậu quả khó lường. Phương diện tài chính nếu có duy trì ở mức độ ổn định đã có thể được coi là may mắn. Tháng này, người tuổi chuột cần phải tập trung vào những việc đang tiến hành dang dở, không nên mở mang quá nhiều khi vận khí bất ổn có thể khiến kế hoạch đổ bể nửa chừng gây hao tổn tiền của. Chuyện tình cảm gặp nhiều biến cố. Do quá mải mê với công việc nên con giáp này khó có thể chu toàn cả vấn đề tình cảm riêng tư. Nếu không được nửa kia thông cảm, cả hai rất dễ xảy ra xung đột, mối quan hệ ngày càng nguội lạnh và xa cách. Về phương diện sức khỏe, dù không gặp vấn đề nào quá nguy hiểm trong tháng canh tuất này, song thể trạng của người tuổi Tý cũng không thật sự sung túc. Tinh thần căng thẳng, suy nghĩ quá nhiều và áp lực không được giải tỏa có thể gây ra những hệ lụy khó lường. Bạn cần tìm cách để thư giãn nhiều hơn. Xem tử vi tháng 9 âm lịch năm Nhâm Dần 2022 của tuổi Tý qua từng phương diện của cuộc sống. 1. Luận về phương diện sự nghiệp. Tử vi tháng 9 âm lịch năm Nhâm Dần của 12 con giáp dự báo phương diện sự nghiệp của người tuổi Tý trong tháng mới đối mặt với không ít thách thức. 1. Mọi thứ dễ đi lệch khỏi quỹ đạo ban đầu khiến bạn rất vất vả để điều chỉnh lại như mong muốn. Chịu tác động từ nguyệt lệnh lâm tử, hung vận khá lớn, vận khí giảm sút, làm việc không tập trung, rất dễ phạm sai lầm. Bản mệnh được khuyên làm gì cũng phải tính toán cẩn thận, dòm trước ngõ sau, trở nên vội vàng, bất chấp hậu quả mà có ngay trước họa vào thân. Có nhiều vấn đề bạn cần đào sâu gốc rễ để tìm hiểu, chứ đừng nhìn vào bề nổi một cách qua lo rồi hời hợt mà bỏ qua điều cốt lõi. Những khó khăn xảy đến cùng lúc có thể khiến tinh thần làm việc uể oải, chán chường. Bạn nên tự chấn chỉnh bản thân, tránh lối làm việc tùy hứng, thích làm thì làm, không thích thì bỏ, mới tránh được thất bại. Tháng này còn có cả thiên cẩu hung tinh chiếu mệnh, điềm báo về cạnh tranh tiểu nhân gây khó dễ, con giáp này trở nên chủ quan, để lộ sơ hở cho tiểu nhân nắm thóp. Nhìn chung, đây không phải là một tháng có thể đưa ra hành động vội vàng, rất dễ dẫn đến những hậu quả khó lường. Thời điểm này nên đề cao sự ổn định, sắp xếp các kế hoạch thật kỹ càng trước khi đưa ra quyết định lớn. Mặc dù có rất nhiều dự định trong tháng 9, nhưng người tuổi Tý không được nôn nóng mà hãy cân nhắc tìm hiểu thông tin từ nhiều nguồn. Thử thách lớn nhưng không phải không nhìn ra được điểm sáng cho vận trình tháng 9 âm lịch của tuổi Tý. Nhất là khi bản mệnh có cả các tinh tạ phù, phù trợ. Nếu biết biến thách thức thành cơ hội, chăm chỉ và cố gắng làm việc hơn, người cầm tinh con chuột vẫn có thể đạt được những thành tích khả quan. Bản mệnh cũng cần phải luôn giữ đầu óc tỉnh táo, sản xuất, đặt ra những mục tiêu rõ ràng cho mình. Dù hoàn cảnh trước mắt có không đúng với mong muốn của bạn, bạn cũng không nên chán nản, trì trệ, thậm chí nghĩ tới việc bỏ cuộc giữa chừng. Thành công sẽ tới với những người luôn kiên định với sự lựa chọn của chính mình. 2. Luận về phương diện tài lộc. Tháng 9 âm lịch năm 2022 được coi là một năm tài vận của tuổi Tý không có nhiều biến động. Các khoản thu chi chững lại, túc tắc làm ăn thì vẫn có thêm thu nhập,
nhưng nếu muốn phát tài thì chưa phải là thời điểm này. Nhìn chung phương diện tiền bạc nếu ở duy trì ở mức độ ổn định đã có thể được coi là may mắn. Tháng này bạn nên tập trung vào những việc đang tiến hành dàn dở, không nên mở mang quá nhiều khi vận khí bất ổn có thể khiến kế hoạch đổ bể nửa chừng, gây hao tổn tiền của. Đừng quên nguyệt lệnh lâm đất tử, nếu có đầu tư, kinh doanh nên tiến hành ở quy mô nhỏ, tránh hùng quá nhiều vốn cùng lúc, kẻo không thu hồi được vốn liếng mà có thể mất thêm các khoản tích góp sẵn có. Người kinh doanh nên tập trung hơn cho chất lượng sản phẩm, đừng chỉ mải mê chạy theo trào lưu, bởi trào lưu chỉ có tính nhất thời, đầu tư ồ ạt sẽ dễ dẫn tới những tình trạng tồn đọng hàng hóa dư thừa. Trong khi đó, chất lượng bền vững mới là thứ níu chân khách hàng lâu dài. Vấn đề chi tiêu cũng cần được cân nhắc cho phù hợp với mức thu nhập và mức sống hiện tại. Bạn có thể cắt giảm các khoản mua sắm không cần thiết, giữ tiền trong túi thay vì hoang phí quá đà như trước đó. 3. Luận về tình duyên. Xem tử vi tháng 9 âm lịch cho thấy, phương diện tình cảm của những chú chuột trong tháng mới khá kém sắc, thậm chí lứa đôi dễ cãi cọ vì những quan điểm mâu thuẫn nhỏ nhặt. Nếu không biết kiềm chế bản thân, tình cảm lứa đôi có thể sẽ rạn nứt. Có thể trong thời gian vừa qua, con giáp này quá mải mê với công việc nên khó chu toàn cả vấn đề tình cảm riêng tư. Tình cảm không được bồi đắp thường xuyên sẽ dẫn tới những xuất hiện khoảng cách nguội lạnh rất nhanh. Công việc vốn đã áp lực, nhưng nếu không được nửa kia thông cảm, con giáp này rất dễ mất kiên nhẫn trước những trách móc từ người ấy. Tuy nhiên, vấn đề này có thể không nghiêm trọng đến vậy nếu ban đầu bạn lựa chọn chia sẻ với đối phương thay vì im lặng làm mọi thứ một mình. Người độc thân nên dành thêm nhiều thời gian gặp gỡ, hẹn hò, mở mong con đường tình duyên sáng lạng khởi sắc hơn. Một số bạn thường xuyên buồn phiền, đa sầu, đa cảm, có những suy nghĩ tự ti nên ngại không muốn mở rộng lòng mình, khó có thể tìm được người như ý. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Bước sang tháng 9 âm lịch, tức là tháng Canh Tuất, sức khỏe của người tuổi Tý gặp không ít trục trặc. Dù không phải vấn đề nào quá nghiêm trọng hay nguy hiểm, nhưng tình trạng lao lực dễ xảy ra, gây ra không ít hệ lụy khó lường. Tháng này mà nguyệt lệnh đi vào đất tử, con giáp này phải căng thẳng thường xuyên, đầu óc trong thời gian dài vì áp lực của công việc dẫn tới ăn uống kém ngon, chất lượng giấc ngủ giảm sút, có thể bị sụt cân nhẹ. Bạn cần tìm cách thư giãn nhiều hơn, tìm cách cân bằng được thời gian làm việc và nghỉ ngơi, thường xuyên vận động và có thể có chế độ ăn uống hợp lý, có như vậy sức khỏe mới được đảm bảo. Bên cạnh đó, con giáp này cần phải chú ý tới các bệnh do ảnh hưởng của tâm lý và tránh suy nghĩ bi quan. Sau đây là cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Tý vào tháng 9 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. 1. Tuổi Mậu Tý mệnh hỏa, năm sao thủy diệu, nửa sao mộc đức khẩu quyết, làm việc không tập trung, dễ phạm phải sai lầm. Quý nhân phù trợ tuổi Sửu, tuổi Thân, tiểu nhân tuổi Dậu, tuổi Mùi, màu sắc may mắn màu trắng, màu đen. 2. Tuổi Canh Tý mệnh thổ, năm sao mộc đức, nữ sao thủy diệu khẩu quyết, có điềm báo về cạnh tranh, tiểu nhân gây khó dễ. Quý nhân phù trợ tuổi Sửu, tuổi Thân, tiểu nhân tuổi Mùi, tuổi Mão, màu sắc may mắn màu xám, màu bạc. 3. Tuổi Nhâm Tý mệnh mộc, năm sao Vân Hớn, nữ sao La Hầu khẩu quyết, các khoản thu chẩn lại nên tiến hành ở quy mô nhỏ. Quý nhân phù trợ tuổi Hợi, tuổi Thân, tiểu nhân tuổi Dậu, tuổi Mão, màu sắc may mắn màu xanh da trời, màu đen. 4. Tuổi Giáp Tý mệnh kim, nam sao thủy diệu, nữ sao mộc đức khẩu quyết, tình duyên kém sắc, mối quan hệ ngày càng xa cách. Quý nhân phù trợ tuổi Hợi, tuổi Sửu, tiểu nhân tuổi Ngọ, tuổi Tuất, màu sắc may mắn màu trắng, màu xanh dương. 5. Tuổi Bính Tý mệnh thủy, nam sao mộc đức, nữ sao thủy diệu khẩu quyết, tình trạng lao lực dễ xảy ra do căng thẳng đầu óc. Quý nhân phù trợ tuổi Thìn, tuổi Thân, tiểu nhân tuổi Mão, tuổi Ngọ, màu sắc may mắn màu vàng kim, màu ghi.
Tử vi tháng 9 âm lịch năm Nhâm Dần 2022 của tuổi Sửu có bước tiến ổn định và chắc chắn. Xem tử vi tháng 9 âm lịch năm Nhâm Dần của người tuổi Sửu cho biết tháng này đánh dấu những bước tiến ổn định và chắc chắn. Bạn nên nắm bắt cơ hội để thể hiện bản lĩnh hoặc giành lấy những lợi thế sẵn có, xây dựng bàn đạp vững chắc cho tương lai sau này. Trong công việc, mặc dù nguyệt lệnh Lâm Mậu khiến bạn có đôi chút cứng nhắc, đôi khi tin vào trực giác của bản thân một cách cố chấp, nhưng thiên đức các tinh sẽ đưa quý nhân tới để chỉ đường, dẫn lối, giúp bản mệnh khắc phục điểm yếu của bản thân, lấy lại thế cân bằng và tạo ra được những bứt phá hoàn toàn mới mẻ. Công việc tiến triển tốt cũng đảm bảo nguồn thu nhập ổn định cho người tuổi này. Chính tài vượng, thứ tài vẫn cần phải dựa vào sự nhanh nhạy và khả năng tính toán của bạn mới có cải thiện. Tuy nhiên, chi phí phát sinh nhiều, chú ý tích lũy nhiều hơn. Tháng này bạn có thể đầu tư, nhưng chỉ ở quy mô nhỏ, cẩn thận đường đi nước bước. Chuyện tình cảm trong tháng Canh Tuất gặp đôi chút khúc mắc. Tâm tính bản mệnh có nhiều biến động do ảnh hưởng của nguyệt lệnh Mậu ở Sửu. Bạn có xu hướng đặt công việc lên trên tình cảm, đôi khi hành xử quá khô khan, cộc cằn khiến chuyện tình cảm gặp trở ngại, nhân duyên giảm sút. Về phương diện sức khỏe, người tuổi này tương đối tốt, hầu như không bị bệnh tật gì nghiêm trọng. Có thời gian nên chú ý chăm sóc bản thân nhiều hơn, học cách giải tỏa căng thẳng, áp lực như chia sẻ với gia đình, người thân, bạn bè sẽ giúp tinh thần phấn chấn hơn. Xem tử vi tháng 9 âm lịch năm 2022 của tuổi Sửu qua từng phương diện của cuộc sống. 1. Luận về phương diện sự nghiệp. Bước sang tháng 9 âm lịch, người tuổi Sửu có công việc đạt được những thành tựu nhất định. Nỗ lực sau một thời gian dài cũng có thể nhìn thấy trái ngọt đủ để khiến bạn tự hào về chặng đường mình đã đi qua. Thời gian đầu tháng có thể do ảnh hưởng của nguyệt lệnh Lâm đất Mậu khiến cách xử lý vấn đề của con giáp này còn nhiều cứng nhắc, thiếu sự linh hoạt. Quá trình hợp tác với đồng nghiệp cũng không thật sự suôn sẻ. Khi đôi khi này, khi đôi khi khác, bạn nên tin vào trực giác của bản thân một cách cố chấp. Nhưng tình trạng này không kéo dài quá lâu. Được cả thiên đức các tinh và chính ẩn chiếu mệnh, quý nhân sẽ xuất hiện kịp thời để chỉ điểm. Người tuổi Sửu nhận ra vấn đề của bản thân nằm ở đâu. Rất may, bạn tiếp thu vấn đề rất nhanh và có sự điều chỉnh cụ thể nên khắc phục được điểm yếu, lấy lại thế cân bằng và tạo ra được những bứt phá hoàn toàn mới mẻ. Thậm chí, sau khi hiểu ra vấn đề, con giáp này lại càng biết cách tận dụng kinh nghiệm từ chính bản thân, đưa ra nhiều sáng kiến hữu ích, cải thiện hiệu suất hiện tại. Ban đầu có thể mọi việc tiến triển chậm hơn so với dự kiến hoặc thậm chí bị người khác ngờ vực khiến bạn không khỏi lo lắng. Nhưng bằng cách làm theo kế hoạch định sẵn và giữ vững lập trường mà người tuổi Sửu sẽ thu về thành công hơn cả mong đợi. Bên cạnh đó, đây cũng là khoảng thời gian người tuổi Sửu có nhiều cơ hội để chứng tỏ năng lực của mình với cấp trên cũng như nâng cao vị thế của bản thân. Nếu có thể tận dụng tối đa lợi thế sẵn có, bản mệnh có thể xây dựng được bàn đạp vững chắc cho tương lai sau này. 2. Luận về phương diện tài chính. Tử vi tháng 9 âm lịch năm 2022 của 12 con giáp cho biết, con đường tài lộc của người tuổi Sửu khá bình ổn, không có biến động lớn. Công việc tiến triển tốt cũng đảm bảo nguồn thu nhập ổn định cho con giáp này. Nguồn thu chính chủ yếu dựa vào chính tài. Thứ tài vẫn cần phải dựa vào sự nhanh nhạy và khả năng tính toán của bạn mới có thể cải thiện. Vì thế, thay vì tìm việc tay trái để làm, bạn có thể tập trung tinh lực để phát triển công việc chính. Kinh doanh, buôn bán có lúc thăng trầm, có lúc được, lúc mất. Tháng này, bạn có thể đầu tư nhưng chỉ nên ở quy mô nhỏ, cẩn thận đường đi nước bước. May mắn là được nhiều hơn là mất, bỏ vốn đầu tư bao nhiêu, tạm thời thu về thành quả tương xứng, chỉ ở mức hòa vốn, không có gì mà tiến triển hơn. Nhưng trong thời buổi bây giờ có nhiều khó khăn như vậy thì cũng được coi là tạm ổn. Đặc biệt,
tháng có nguyệt lệnh lâm mộ ở Sửu sẽ khó tránh khỏi một số trở lực nhất định trên con đường làm giàu. Người tuổi này cần phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để ứng phó. Việc đã xảy ra cũng đừng mãi lẩn cẩn, dành thời gian tìm cách khắc phục hơn là than vãn. May mắn có thiên đức các tinh soi chiếu, bản mệnh nhanh chóng tìm ra hướng đi phù hợp, giữ đầu óc tỉnh táo, không để phạm phải những sai lầm quá nghiêm trọng. 3. Luận về phương diện tình cảm. Tháng 9 âm lịch năm 2022, nguyệt lệnh mộ ở Sửu khiến tâm tính bản mệnh có sự biến động, tình cảm cũng có vết đứt. Con giáp này có xu hướng quá coi trọng sự nghiệp, đặt công việc lên trên tình cảm, nên đôi khi hành xử khô khan, cọc cằn khiến đối phương cảm thấy khó chịu, thiếu sự hòa hợp. Vợ chồng muốn giữ được hòa khí gia đình, quan trọng nhất là phải biết tiết chế cảm xúc, đặt bản thân vào vị trí của người kia để có cách hành xử phù hợp. Mâu thuẫn xảy ra có thể khiến nảy sinh những suy nghĩ ngoại tình, dễ sa ngã vì cám dỗ. Dù là ngoại tình tư tưởng, bạn cũng nên tránh, bởi khoảng cách từ suy nghĩ tới hành động không quá xa. Nếu còn độc thân, dù có đào hoa nhưng đa phần chưa phải đa đào hoa lành, mọi chuyện chưa đi tới đâu, bạn nên hành xử thận trọng, thể hiện thái độ rõ ràng, đừng để bản thân rơi vào những mối quan hệ tài ba phức tạp, rối ren, người chịu thiệt thòi vẫn là bạn mà thôi. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Trong tháng Canh Tuất, phương diện sức khỏe của người tuổi Sửu khá lý tưởng, hầu như không bị bệnh tật gì nghiêm trọng. Bạn nên cân bằng thời gian dành cho cuộc sống và công việc, vừa đảm bảo sức khỏe lại vừa giữ được các mối quan hệ sẵn có. Có thời gian, nên chú ý chăm sóc bản thân nhiều hơn, học cách giải tỏa căng thẳng, áp lực như chia sẻ với gia đình, người thân, bạn bè sẽ giúp tinh thần của con giáp này phấn chấn hơn. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Sửu trong tháng 9 âm lịch năm 2022 như sau. 1. Tuổi Kỷ Sửu mệnh hỏa, nam sao Thổ Tú, nữ sao Phân Hận khẩu quyết, nỗ lực sau thời gian dài có thể nhìn thấy trái ngọt. Quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tiểu nhân, tuổi Ngọ, tuổi Mùi, màu sắc may mắn, màu vàng, màu cà phê. 2. Tuổi Quý Sửu mệnh mộc, nam sao Thái Dương, nữ sao Thổ Tú khẩu quyết, nguồn thu chính chủ yếu dựa vào chính tài. Quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Tý, tiểu nhân tuổi Ngọ, tuổi Tuất, màu sắc may mắn màu đỏ, màu đen. 3. Tuổi Tân Sửu mệnh thổ, nam sao Thái Âm, nữ sao Thái Bạch khẩu quyết, được quý nhân xuất hiện chỉ điểm kịp thời. Quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Hợi, tiểu nhân tuổi Tuất, tuổi Mùi, màu sắc may mắn màu nâu, màu xám. 4. Tuổi Ất Sửu mệnh kim, nam sao Thổ Tú, nữ sao Vân Hấn khẩu quyết, tâm tính có sự biến động, tình cảm dễ có vết nứt. Quý nhân phù trợ tuổi Hợi, tuổi Mão, tiểu nhân, tuổi Thân, tuổi Dần, màu sắc may mắn, màu trắng, màu vàng kim. 5. Tuổi Đinh Sửu, mệnh thủy, nam sao Thái Âm, nữ sao Thái Bạch, khẩu quyết, nên cân bằng thời gian dành cho cuộc sống và công việc. Quý nhân phù trợ tuổi Sửu, tuổi Tý, tiểu nhân, tuổi Ngọ, tuổi Dậu, màu sắc may mắn, màu nâu, màu tím. Tử vi tháng 9 âm lịch năm Nhâm Dần 2022 của người tuổi Dần. Nhiều phúc tinh cao chiếu nhưng vận khí chưa ổn định. Xem tử vi tháng 9 âm lịch cho thấy người tuổi Dần vận khí lên xuống khá thất thường, có thăng, có trầm, có xấu, có tốt. Bản mệnh được tam hợp quý nhân nâng đỡ, nhiều phúc tinh cao chiếu nên những khó khăn tồn động trước đó đều được giải quyết ổn thỏa. Tháng Canh Tuất này, vận khí của người tuổi Dần lên xuống khá thất thường, có thăng có trầm, có tốt có xấu. Tuy nhiên con giáp này lại không được nguyệt lệnh ủng hộ nên làm gì cũng phải dè chừng, đảm bảo kết quả thành công mỹ mãn. Trái lại vội vàng hấp tấp chỉ khiến bản thân chuốc lấy thất bại. Tháng này người tuổi Dần có tài tình chiếu mệnh nên thu nhập có sự cải thiện nhất định. Tuy nhiên do vận khí bấp bênh nên vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp để đầu tư ồ ạt ở quy mô quá lớn, kẻo lợi bất cập hại, làm gì cũng phải biết điểm dừng, kẻo tham thì thâm. Tử vi tháng 9 âm lịch này dự báo phương diện tình cảm của những chú hổ
trong tháng mới có nhiều khởi sắc, tam hợp cục mở ra nhiều mối nhân duyên tốt đẹp, đặc biệt cho người độc thân. Bản mệnh càng chủ động trong các mối quan hệ thì càng dễ gặp may, sớm tìm được người chung lối. Tuy nhiên, sức khỏe vào tháng 9 âm lịch này không được thuận lợi cho lắm, có hung tinh chiếu mệnh, khiến cho thể trạng sa sút, người tuổi Dần có thể chịu ảnh hưởng bất lợi của thời tiết dẫn đến mệt mỏi về cơ thể, chán ăn, rối loạn giấc ngủ. Ngoài ra, bản mệnh cũng nên thận trọng khi đi lại, đề phòng tai nạn và vấp bị thương. Xem tử vi tháng 9 âm lịch năm 2022 của người tuổi Dần qua từng phương diện của cuộc sống. 1. Luận về phương diện sự nghiệp. Bước sang tháng 9 âm lịch, nhờ có cục diện tam hợp thái tuế che chở nên công việc của bản mệnh có tiến triển khả quan. Người tuổi Dần có thể thuận lợi giải quyết những mâu thuẫn còn tồn tại trước đó, gặt hái không ít thành quả rực rỡ. Nếu biết tận dụng những lợi thế đang có, xây dựng các mối quan hệ xã giao tốt đẹp, bản mệnh còn có được nhiều người giúp đỡ không chỉ ở thời điểm hiện tại mà còn về lâu về dài. Nếu phải đưa ra quyết định quan trọng, đừng vì cãi lợi trước mắt mà mất đi lợi ích lâu dài, cần phải nhìn xa trông rộng hơn. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi đó, vẫn còn tồn tại những thách thức nhất định dành cho con giáp này trong tháng 9 âm lịch. Điềm báo tử vi cho thấy, vận khí của bạn vẫn còn nhiều bấp bênh, lúc tốt, lúc xấu, diễn ra khó lường, nên cần phải thận trọng. Để không rơi vào những tình huống bất ngờ mà đánh mất cơ hội. Công việc có lúc thuận lợi vô cùng, làm gì cũng đẹp. Nhưng cũng có giai đoạn động đầu hỏng đó, càng cố gắng thì lại càng phí công vô ích. Rồi có lúc bạn muốn buông xuôi, không làm gì nữa thì tự nhiên lại có tin vui. Cũng bởi nguyệt lệnh tuyệt ở Dần khiến các khí của tam hợp bị suy yếu. Càng về cuối tháng công việc càng nhiều và áp lực, đòi hỏi những chủ hộ cần phải bình tĩnh, sáng suốt mới không phạm phải sai lầm. Dẫu vận trình có lên xuống khó nắm bắt là thế, nhưng cái chính là sự thành hay bại là do bản mệnh quyết định, yếu tố vận mệnh chỉ là phục, đừng quá đặt nặng mai rủi. Một khi bạn đã hạ quyết tâm, kiên trì theo đuổi mục tiêu tới cùng, sẽ không có khó khăn trở ngại nào ngăn cản nổi bước tiến của bạn. Tháng này có bạch hổ hung tinh xuất hiện, bản mệnh sẽ phải vất vả ngược xuôi nhiều hơn, đa phần là do tự bản thân phải đứng ra lo liệu công việc nên khó được phút giây nào an nhàn ngồi yên một chỗ hưởng phúc. Dù vậy, nỗ lực của bạn sẽ được đem lại thành quả xứng đáng. Gặp khó chớ vội buông xuôi. Nhìn chung, con giáp này làm gì cũng phải dè chân, đảm bảo kết quả thành công mỹ mãn. Trái lại, vội vàng, hấp tấp chỉ khiến bản thân chuốc lấy thất bại. 2. Luận về phương diện tài chính. Phương diện tiền bạc trong tháng Canh Tuất đối với người tuổi Dần có tài tình thiên tài chiếu mệnh nên thu nhập có dấu hiệu tăng tiến. Cuộc sống nhờ đó cũng được có sự cải thiện nhất định. Nhờ tam hợp cục nên các mối hợp tác làm ăn, quan hệ xã giao tốt đẹp đem tới các khoản lợi nhuận cho con giáp này, tiền bạc thêm phần rủng rỉnh. Người làm công ăn lương sẽ đón tin vui về thăng chức tăng lương. Người kinh doanh buôn bán sẽ có chuỗi ngày làm việc hiệu quả, một ngày có thể đạt được doanh thu bùng nổ, làm một vài ngày tiêu cả tháng. Tuy nhiên, nguyệt lệnh lâm tuyệt báo hiệu vận khí bấp bênh có thể gây ra những biến động lớn về tiền bạc, tài lộc tuy khởi sắc nhưng không đều. Điều này cho thấy tháng này vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp để người tuổi Dần ồ ạt đầu tư ở quy mô quá lớn, kẻo lợi bất cập hại, làm gì cũng phải biết điểm dừng, kẻo tham thì thâm. Ngoài ra bạn cũng nên chú trọng hơn trong việc tích góp, kiếm được tiền mà không tích lũy tiền thì núi cũng sẽ cạn kiệt. Bạn nên xây dựng kế hoạch quản lý tài chính thích hợp. Nếu không có kinh nghiệm thì có thể nhờ người thân, người đảng tin cậy để tài hòm chiều khóa giúp. 3. Luận về phương diện tình cảm. Tháng 9 năm 2022 âm lịch này,
nhân duyên, rộng mở, nhờ tam hợp nâng đỡ. Phương diện tình cảm của những chú hổ cũng có nhiều dấu hiệu khởi sắc tích cực. Cục diện thái tuế này mở ra nhiều cuộc gặp gỡ bất ngờ nhưng cũng rất tiềm năng cho người độc thân. Sức hút của bạn lan tỏa, đi đâu cũng được mọi người dành sự yêu mến, ngưỡng mộ. Tháng nay, người độc thân càng chủ động trong các mối quan hệ thì càng dễ gặp may, sớm tìm được người chung lối. Song, tính tình của người tuổi Dần đôi khi mạnh mẽ quá mức cần thiết, có xu hướng áp đặt người khác, bảo thủ và cản trở trong chuyện tình cảm. Với những ai hiểu bạn thì không sao, người không hiểu thì cho rằng bạn chảnh, không tôn trọng họ, gây ấn tượng xấu. Bạn nên điều chỉnh lại bản thân ở mặt này để nhân duyên, vẽ lối dẫn đường. Trái ngược với người độc thân, tình cảm lứa đôi vẫn tồn tại nhiều bấp bênh, chưa thể nào ổn định được. Nguyệt lệnh làm tuyệt khiến cho tính tình của con giáp này có phần cứng nhắc, suy nghĩ bế tắc không thông suốt. Tâm hồn khô cằn, thiếu sự lãng mạn là rào cản lớn khiến tình yêu đôi lứa trở ngại. Vì vậy, hai bạn nên dành thêm nhiều thời gian để chia sẻ và hiểu nhau hơn. Người đang trong quá trình tìm hiểu nếu tính tới chuyện hôn nhân lúc này chưa phù hợp, nên cân nhắc kỹ càng trước khi đưa ra quyết định. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Tử vi tháng 9 âm lịch năm 2022 của 12 con giáp cho biết, tháng này, người tuổi Dần có hung tinh thiên nguyệt chiếu mệnh lại không được nguyệt lệnh ủng hộ nên sức khỏe có phần sa sút khó đoán. Thể trạng không lý tưởng, người tuổi Dần có thể chịu ảnh hưởng bất lợi của thời tiết dẫn tới mệt mỏi về cơ thể, chán ăn, rối loạn giấc ngủ. Bản mệnh còn chịu tác động của hung tinh bạch hổ, dễ vướng phải những xui xẻo như bị té ngã, bị các vật nhọn đâm dặm tới hòa huyết quang. Bản mệnh nên sắp xếp đồ đạc trong nhà gọn gàng để giao kéo vào chỗ kín đáo, hạn chế tai nạn bất ngờ có thể xảy ra. Cảm năng vượng vận cho từng tuổi Dần vào tháng 9 âm lịch năm 2022 như sau. 1. Tuổi Canh Dần, mệnh mộc, nam sao La Hầu, nữ sao Kế Đô, khẩu quyết, thuận lợi giải quyết những vấn đề còn tồn động trước đó. Quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Ngọ, tiểu nhân, tuổi Tỵ, tuổi Thân, màu sắc may mắn, màu nâu, màu xanh lá. 2. Tuổi Nhâm Dần, mệnh kim, nam sao Kế Đô, nữ sao Thái Dương, khẩu quyết, càng về cuối tháng, công việc càng nhiều và áp lực. Quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Mão, tiểu nhân, tuổi Hợi, tuổi Tỵ, màu sắc may mắn, màu đen, màu trắng. 3. Tuổi Giáp Dần, mệnh Thủy, nam sao Thái Bạch, nữ sao Thái Âm, khẩu quyết, thu nhập tăng tiến, cuộc sống có sự cải thiện. Quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Thìn, tiểu nhân, tuổi Hợi, tuổi Thân, màu sắc may mắn, màu xanh nước biển, màu xanh rêu. 4. Tuổi Bính Dần, mệnh Hỏa, nam sao La Hầu, nữ sao Kế Đô, khẩu quyết. Người độc thân có nhiều cuộc gặp gỡ bất ngờ và tiềm năng. Quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Thân, tiểu nhân, tuổi Dậu, tuổi Tỵ, màu sắc may mắn, màu xanh da trời, màu đen. 5. Tuổi Mậu Dần, mệnh Thổ, nam sao Kế Đô, nữ sao Thái Dương, khẩu quyết. Sức khỏe có phần sa sút khó đoán. Quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Mão, tiểu nhân, tuổi Tỵ, tuổi Dần, màu sắc may mắn, màu xanh lam, màu trắng. Xem tử vi tháng 9 âm lịch năm 2022 của tuổi Mão. Tháng mới, vượng vận khí có thể mưu cầu đại sự. Bước sang tháng 9 âm lịch, người tuổi Mão có một tháng vượng vận khí, mọi việc trôi chảy, khó khăn trước đó gần như đều được tháo gỡ kịp thời. Tháng này rất thích hợp để mưu cầu đại sự. Nếu đang có sẵn kế hoạch ấp ủ, bạn có thể lựa chọn thời điểm này để triển khai. Được lục hợp che chở, vận quý nhân trong tháng khá vượng, còn giáp này được giúp đỡ ở nhiều phương diện và theo nhiều cách thức khác nhau. Chính vì thế hiệu suất công việc được cải thiện rõ rệt, bản mệnh cũng chủ động, song sáo nhận việc nên được cấp trên đánh giá khá cao. Tuy nhiên, bạn cũng không nên tỏ ra kiêu ngạo hay ngạo mạn khi đang có lợi thế hơn người. Vận trình ta lộc thì tươi sáng, người tuổi Mão có nhiều cơ hội đầu tư thu về lợi nhuận cao, chỉ cần đưa ra lựa chọn sáng suốt và quyết đoán sẽ mang lại thành quả lớn. Người làm công ăn lương cũng nhờ sự phấn đấu tích lũy miệt mài trong suốt thời gian vừa qua nên thu thập tăng tiến khá nhanh.
có thể nói chất lượng cuộc sống tăng lên đáng kể. Tin vui về con đường tình duyên cũng sẽ tới với người tuổi Mão nếu chủ động nắm bắt cơ hội tốt đến với mình để thúc đẩy nhân duyên. Không khó để những chú mèo gặp được người tâm đầu ý hợp. Tình cảm vợ chồng hòa thuận, các cặp vợ chồng mong có con có thể đón tin vui trong tháng này. Sức khỏe không phải là vấn đề bạn cần phải lo lắng trong tháng 9 âm lịch. Người tuổi Mão cảm thấy khá sung sức, đủ tỉnh táo để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống cũng như công việc. Thế nhưng, bạn trở nên chủ quan mà lơ là việc chăm sóc cơ thể. Xem tử vi tháng 9 âm lịch năm 2022 của người tuổi Mão qua từng phương diện của cuộc sống. 1. Luận về phương diện sự nghiệp. Tháng Canh Tuất đối với người tuổi Mão đón vận trình tháng mới khá tươi sáng nên phương diện sự nghiệp có khởi sắc trông thấy. Tháng này, bản mệnh may mắn gặp được cục diện lục hợp thái tuế. Lại có thêm cả sao tử vi chiếu mệnh, công việc vô cùng trôi chảy, tháo gỡ được hầu hết các vấn đề khó khăn khiến bạn đau đầu trước đó. Đặc biệt, quý nhân vận tăng lên nhanh chóng, đem đến cho con giáp này nhiều sự trợ giúp đắc lực ở nhiều phương diện và theo nhiều cách thức khác nhau. Có người được quý nhân giúp sức về sức lực, chỉ được đảm bảo đường đi nước bước phù hợp, hoặc có người lại được giúp đỡ về tiền bạc vật chất. Có sự đồng hành của quý nhân giúp bạn thêm phần tự tin và kiên định hơn với những sự lựa chọn của bản thân. Chính vì thế hiệu suất công việc được cải thiện rõ rệt, bản mệnh cũng chủ động, song sáo nhận việc nên được cấp trên đánh giá cao. Lại thêm nguyệt lệnh lâm thai ở Mão ủng hộ mang tới những sự chuyển hóa, tiến triển, hứa hẹn vận trình sẽ ngày càng hành thông. Do đó tháng này rất thích hợp để mưu cầu đại sự. Nếu đang có sẵn kế hoạch ấp ủ, bạn có thể lựa chọn thời điểm này để triển khai, tỷ lệ thành công khá cao. Các mối quan hệ xã giao cũng rất hài hòa và tốt đẹp. Môi trường làm việc lành mạnh giúp bạn có thể thoải mái phát huy bản thân, tự tìm thêm cơ hội phát triển. Dù đang có lợi thế hơn người, nhưng bạn cũng không nên tỏ ra kiêu căng, ngạo mạn, kẻo phá hỏng những mối giao tình sẵn có. Những người có thái độ biết người, biết ta, khiêm tốn, tôn trọng người khác bao giờ cũng đón được nhiều sự nồng nhiệt hơn mọi người. Nhìn chung, ngay từ ban đầu, vào tháng 9 âm lịch này, bạn sẽ thấy công việc tiến triển thuận buồm xuôi gió. Giữa tháng lại càng thấy rõ dấu hiệu thành công bước đầu. Dù khối lượng công việc trong tháng không phải là ít, nhưng nhờ tinh thần phấn chấn, suy nghĩ lạc quan, bản mệnh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thậm chí còn tiên phong trong tập thể, được mọi người ngưỡng mộ, yêu mến. 2. Luận về phương diện tài chính. Tháng 9 âm lịch năm Nhâm Dần đối với người tuổi Mão nhờ có chính tài che chở nên con đường tiền bạc, tài lộc đang vượng phát, tình hình tài chính được cải thiện rõ rệt. Những chú mèo sẽ không còn phải trải qua cảnh chi tiêu eo hẹp, trái lại không phải đắn đo quá nhiều, tài chính cho phép nên muốn làm gì cũng tự tin hơn. Người làm công ăn lương cũng có nguồn thu nhập đảm bảo từ công việc chính. Hơn nữa, công việc trong tháng này có nhiều tiến triển tốt đẹp nên rất có thể bản mệnh còn nhận được các khoản thưởng, hoa hồng, phụ cấp vượt chỉ tiêu, hậu hĩnh. Với người làm ăn kinh doanh, bản mệnh có nhiều cơ hội đầu tư thu về lợi nhuận cao, chỉ cần đưa ra lựa chọn sản xuất và quyết đoán sẽ mang lại thành quả lớn. Các đơn hàng ra vào thường xuyên, người tuổi Mão không chỉ kiếm lợi cá nhân mà còn mang lại công ăn việc làm cho người khác. Tử vi tháng 9 âm lịch này có các tinh tử vi tinh chiếu rọi, tham vọng giàu sang của bản mệnh lại càng thêm hăng say. Trong những tình huống cấp bách đòi hỏi sự nhanh nhạy, người tuổi Mão luôn đáp ứng được, vì thế bạn có thể nắm bắt tình hình, đưa ra quyết định đầu tư phù hợp, gặt hái thành công rực rỡ hơn những người khác. Vì vậy, bạn cũng đừng quá tham lam mà mù quáng, nhất là vội vàng chạy theo cái lợi trước mắt. Làm việc gì cũng cần phải tìm hiểu, nghiên cứu kỹ càng để tránh bị kẻ xấu lừa gạt tiền bạc. 3. Luận về phương diện tình cảm. Trong tháng Canh Tuất nhị hợp cục, giúp cho nhân duyên của những chú mèo hanh thông phơi phới, vận đào hoa đương rộ. Nam nữ độc thân, nhân duyên điều đà này
chủ động tham gia các hoạt động tập thể, mở rộng mối quan hệ xã giao, cơ hội tìm thấy nửa kia ưng ý, theo đó cũng sẽ nhiều hơn. Chỉ cần bản mệnh chủ động nắm bắt thời cơ cho mình, và quan trọng là chịu mở lòng mình hơn thì mới có thể thúc đẩy nhân duyên, sẽ không khó để chấm dứt tình trạng cô đơn một mình hiện tại. Tuy nhiên, người độc thân cũng cần không nên quá vội vàng trong chuyện tình cảm, sống chậm một chút để mọi thứ diễn ra theo đúng tuần tự, đừng đốt cháy giai đoạn kẻo sau này phải hối hận không kịp. Bạn cũng cần có sự rõ ràng và dứt khoát, đặc biệt là phân biệt giữa các mối quan hệ công và tư để tránh tình cảm riêng tư ảnh hưởng tới phán đoán và quyết định của bản thân. Môi trường làm việc có thể mang tới cho bạn nhiều mối quan hệ rộng mở, cũng có được tiếp xúc với nhiều đối tượng tiềm năng, song cũng rất dễ tồn tại những mối quan hệ mập mờ. Nếu không làm chủ được cảm xúc của mình, bạn có thể vô tình vướng phải rắc rối tình cảm, ảnh hưởng tới danh tiếng và cả công việc của bản thân. Các cặp đôi hay các cặp vợ chồng, tình cảm giữa hai bạn ngày càng hòa thuận, những mâu thuẫn trước đó đã được hóa giải và có thể hâm nóng tình cảm bằng sự quan tâm chăm sóc nửa kia chu đáo. Một số cặp vợ chồng mong có con có thể đón tin vui trong tháng này nhờ nguyệt lệnh làm thai ủng hộ. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Bước sang tháng 9 âm lịch này, mọi việc xuôi chèo mát mãi giúp cho tinh thần của người tuổi Mão khá tươi vui, phấn chấn, giúp sức khỏe thể chất cũng có thể cải thiện đáng kể. Nhìn chung, sức khỏe không phải là vấn đề bạn cần phải lo lắng trong tháng này, khi tuổi Mão cảm thấy khá sung sức, đủ tỉnh táo để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống cũng như công việc. Đôi lúc vì áp lực cuộc sống khiến bạn khó tránh khỏi cảm thấy mệt mỏi, quẻ quải, nhưng các triệu chứng đó không quá nghiêm trọng. Khi mọi chuyện được sắp xếp đâu vào đó, bạn lại tận hưởng những giây phút bình yên, thư thái. Dù vậy, bạn cũng trở nên chủ quan mà lơ là đến việc chăm sóc cơ thể. Bạn cần thường xuyên quan tâm cho dù hiện tại có cảm thấy khỏe mạnh, vì không thể biết được ngày mai sẽ có chuyện gì xảy ra. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Mão vào tháng 9 âm lịch năm Nhâm Dần 2022 như sau. 1. Tuổi Tân Mão, mệnh mộc, năm sau Mộc Đức, nữ sau Thủy Diệu, khẩu quyết, tháo gỡ được hầu hết các vấn đề khó khăn. Quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Hợi, tiểu nhân, tuổi Thìn, tuổi Dậu, màu sắc may mắn, màu trắng, màu xanh da trời. 2. Tuổi Quý Mão, mệnh kim, năm sau Vân Hợn, nữ sau La Hầu, khẩu quyết, được quý nhân đồng hành, thêm tự tin và kiên định. Quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Tuất, tiểu nhân, tuổi Ngọ, tuổi Tỵ, màu sắc may mắn, màu xám, màu xanh lá cây. 3. Tuổi Ất Mão, mệnh thủy, nam sao Thủy Diệu, nữ sao Mộc Đức, khẩu quyết, tình hình tài chính được cải thiện rõ rệt. Quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Thìn, tiểu nhân, tuổi Tỵ, tuổi Dậu, màu sắc may mắn, màu xanh dương, màu vàng. 4. Tuổi Đinh Mão, mệnh hỏa, nam sao Mộc Đức, nữ sao Thủy Diệu, khẩu quyết, nhân duyên phơi phới, vận đào hoa, đương độ, nở rộ. Quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Mùi, tiểu nhân, tuổi Ngọ, tuổi Thìn, màu sắc may mắn, màu xanh nước biển, màu tím. 5. Tuổi Kỷ Mão, mệnh thổ, nam sao Vân Hợn, nữ sao La Hầu, khẩu quyết, tinh thần tươi vui, thể trạng sung sức. Quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Thìn, tiểu nhân, tuổi Tỵ, tuổi Mão, màu sắc may mắn, màu nâu, màu xanh lá cây. Tử vi tháng 9 âm lịch năm 2022 của tuổi Thìn, thách thức lớn hơn, nhiều sự bất cập. Tử vi tháng 9 âm lịch năm Nhâm Dần 2022 cho thấy người tuổi Thìn vấp phải sự cản trở của cục diện tương xung thái tuế. Con giáp này được dự báo sẽ phải đối mặt với không ít thử thách, rắc rối. Tác động bất lợi có thể đến từ các nguyên nhân khách quan, nhưng bản mệnh cũng không thể phó mặc cho hoàn cảnh mà không chịu cố gắng. Hung vận lớn gây nên sóng gió lớn, con giáp này làm gì cũng cần tiến hành từng bước, làm đến đâu chắc đến đấy mới tránh được sự thất bại. Công việc xuất hiện nhiều trở ngại, tiến độ trì trệ, cách xử lý cũ kỹ cũng dần lộ ra sự bất cập, cần có sự điều chỉnh phù hợp. Trước khi tiến hành công việc, bạn cần tính toán kỹ càng, quan sát tình hình để có thể ứng biến kịp thời. Tháng này, tài tình bị tổn hại,
Còn dắp này tốt nhất nên tránh xa các trò cờ bạc đỏ đen hay đầu tư mạo hiểm. Đặc biệt là nên tránh những hạng mục kinh doanh có tính rủi ro cao cho dù lợi nhuận hứa hẹn có lớn đến đâu. Có những rắc rối tiềm ẩn mà con giáp này không thể lường hết được, vì thế trở nên đánh giá chủ quan bất cứ điều gì. Tình cảm lứa đôi không có nhiều biến động nhưng cũng dần thiếu đi ngọn lửa tình yêu mãnh liệt. Nếu không sớm hâm nóng tình cảm, mối quan hệ đôi lứa rất dễ xuất hiện những vết nứt lớn cứ lớn dần. Người độc thân vẫn cần cố gắng nhiều hơn mới thoát được cảnh một mình. Sức khỏe của những chú rồng trong tháng mới không được lý tưởng cho lắm. Áp lực cuộc sống, công việc gia tăng. Nếu không có chế độ chăm sóc cơ thể phù hợp, bạn có thể đổ bệnh bất cứ lúc nào. Xem tử vi tháng 9 âm lịch năm 2022 của người tuổi Thìn qua từng phương diện của cuộc sống. 1. Phương diện sự nghiệp. Bước sang tháng 9 âm lịch, những chú rồng gặp tương xung cục trong tháng Canh Tuất nên công việc có sự cản trở trì trệ. Bản mệnh được khuyên nên phải hết sức thận trọng, không nên đặt niềm tin ở ai đó một cách tuyệt đối, kể cả người thân tín nhất, đề phòng trường hợp vì tiền bạc quyền lợi mà làm mờ mắt từ bạn trở thành thù. Công việc xuất hiện nhiều trở ngại, tiến độ trì trệ, cách xử lý cũ kỹ cũng dần lộ ra sự bất cập, cần có sự điều chỉnh phù hợp. Trước khi tiến hành công việc, bạn cần phải tính toán kỹ càng, quan sát tình hình để có thể ứng biến kịp thời. Các kế hoạch trong tháng khó hoàn thành đúng hẹn hoặc rất dễ đổ bể nửa chừng. Thách thức ngày càng gia tăng, kéo theo áp lực không nhỏ. Hung vận lớn gây nên sóng gió lớn, con giáp này làm gì cũng cần phải tiến hành từng bước, làm đến đâu chắc đến đó mới tránh được thất bại. Mưu cầu đại sự ở thời điểm này không phải là ý định khôn ngoan. Môi trường làm việc cạnh tranh quyết liệt cũng sẽ mang tới không ít những căng thẳng cho bản mệnh. Có những việc không như ý xảy ra và mọi người đổ lỗi cho nhau vì sợ trách nhiệm. Con giáp này cần thận trọng bởi những kẻ tiểu nhân hãm hại, không nên sao lãng hay chủ quan trong thời gian này. Thái độ dĩ hòa diệt quỷ và khiêm tốn là cách tốt nhất để bảo vệ bản mệnh. Bạn nên tránh tất cả những vấn đề có thể dẫn tới xung đột trong tháng 9 âm lịch này, nếu không người chịu thiệt thòi có thể là chính bạn, còn kẻ tiểu nhân vẫn nhẫn nhơ gây họa. Nhìn chung, công việc gặp nhiều khúc mắc, nguyên nhân chủ quan có mà khách quan cũng nhiều. Dù chủ yếu là các nguyên nhân khách quan, nhưng bản mệnh cũng không thể khó mặt cho hoàn cảnh mà không chịu cố gắng. Rất may là có nguyệt lệnh lâm dưỡng, dù phải bao phen trầy trật nhưng tinh thần làm việc của những chú rồng vẫn rất hăng say. Cũng có lúc cảm thấy mệt mỏi và lạc lõi, nhưng người tuổi Thìn lại lái lừa quyết tâm rất nhanh. Hãy suy nghĩ thật bình tĩnh và tỉnh táo, bạn sẽ sớm tìm ra được hướng giải quyết tốt mọi việc. Những lúc có cảm giác không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình và rơi vào tình trạng căng thẳng, bạn hãy gạt bỏ lo lắng sang một bên để có thể tập trung hoàn thành công việc. Hãy biết hài lòng với những nhiệm vụ của mình vừa hoàn thành, điều đó sẽ giúp bạn giải tỏa áp lực một cách hữu hiệu. 2. Luận về phương diện tài chính. Bước sang tháng Canh Tuất, những chú rồng bị đại hao hung tinh chiếu mệnh, tài tinh bị tổn hại là điềm báo dễ bị hao tài tổn của. Dù kiếm được nhiều tiền thì cũng chi tiêu hoặc dùng cho những mục đích đầu tư nhưng thiếu hiệu quả. Do đó con giáp này trở nên chủ quan trong những vấn đề liên quan tới tiền bạc. Đây là tháng mà bạn không nên bất chấp để đầu tư mới hay triển khai kinh doanh, những trò cá cược đỏ đen càng nên tránh. Có những rắc rối tiềm ẩn mà con giáp này không thể lường hết được, vì thế trở nên đánh giá chủ quan bất cứ điều gì. Đặc biệt bạn nên tránh những hạng mục kinh doanh có tính rủi ro cao cho dù lợi nhuận hứa hẹn có lớn đến đâu.
Khi có người khuyên can thì nên dành thời gian xem xét, tính toán lại một lượt, cẩn thận, không bao giờ là dư thừa. Vận may tiền bạc trong tháng không nhiều, bạn nên tiết chế, chờ đợi thời cơ chín muồi. Nguyệt lệnh ở thời kỳ dưỡng, bạn cần chuẩn bị chu đáo cho mọi bước tiến trong tương lai, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Ngoài ra, vấn đề tiền bạc khá nhạy cảm, thời gian này bạn cũng nên tránh cho vay mượn. Cục diện tương xung ảnh hưởng tiền bạc không phân minh có thể làm ảnh hưởng tới các mối quan hệ, thậm chí khiến những người thân quen trở mặt, đụng tới lợi ích sẽ rất khó giữ được cái tình. 3. Luận về phương diện tình duyên. Xem tử vi tháng 9 âm lịch của người tuổi Thìn cho thấy, phương diện tình cảm của người cầm tinh con rồng cũng không thật sự lý tưởng. Mối quan hệ không có nhiều biến động nhưng cũng đang dần thiếu đi sự nồng nhiệt. Nếu cứ để mặc tình trạng này kéo dài mà không có biện pháp hâm nóng tình cảm, tình yêu của hai bạn sẽ ngày càng nhạt nhòa, dễ xuất hiện những vết nứt cứ lớn dần, thậm chí còn tạo cơ hội thuận lợi cho kẻ thứ ba chen chân. Tương xung ảnh hưởng còn khiến cho mối quan hệ của hai bạn đứng trước những thử thách, khi có thể phải chịu tác động trước những lời đàm tiếu của người ngoài. Dù có nghe được thông tin gì, bạn cũng nên xác nhận lại một lần nữa với nửa kia trước khi đưa ra nhận định. Vợ chồng bên nhau khó tránh những lúc cơm chẳng lành, canh không ngọt. Dù không phải là mâu thuẫn quá lớn thì cũng xuất phát từ những va chạm trong cuộc sống thường ngày. Không những tinh thần hai bạn bị ảnh hưởng mà các thành viên trong gia đạo cũng chẳng thể vui vẻ nổi. Vì vậy, dù không bằng lòng về nhau điều gì, bạn cũng nên nói rõ ràng, đừng giữ mọi thứ trong lòng mà sinh hậm hực. Hoặc nếu có tranh luận, tìm nơi vắng vẻ chỉ có hai người, đừng cãi vã trước mặt con trẻ và người lớn trong nhà. Nếu muốn được tôn trọng, bạn cũng nên dành điều tương tự với đối phương. Còn với người độc thân, vẫn cần cố gắng nhiều hơn mới thoát được cảnh một mình. Bạn có thể dành nhiều thời gian gặp gỡ, hẹn hò nhiều hơn. Đừng mãi viện cớ bận bịu công việc. Bởi một khi đã muốn, thì con người ta sẽ tìm cách thay vì diện lý do. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Ở phương diện sức khỏe, người tuổi Thìn cũng có thể dành sự quan tâm cần thiết cho thể trạng của mình. Áp lực cuộc sống và công việc gia tăng, nếu không có chế độ chăm sóc cơ thể phù hợp, bạn có thể đổ bệnh bất cứ khi nào. Đôi khi bạn cứ để công việc bận rộn cuốn đi mà bỏ bê việc ăn uống hay nghỉ ngơi. Tuy hiện tại vẫn nghĩ bản thân có thể có sức chịu đựng, nhưng về lâu về dài sẽ có những hệ lụy mà bạn không lường trước hết được hậu quả. Bên cạnh việc cân bằng thời gian làm việc, nghỉ ngơi, bạn cũng nên rèn luyện thể dục, thể thao vừa sức, kết hợp ăn uống điều độ để nâng cao sức đề kháng. Việc vận động cũng giúp bạn có giấc ngủ ngon hơn, đủ năng lượng để làm việc mà mình muốn. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Thìn trong tháng 9 âm lịch năm 2022. 1. Tuổi Nhâm Thìn, mệnh Thủy, nam sao Thái Âm, nữ sao Thái Bạch, khẩu quyết: công việc có sự cản trở, trì trệ, chớ vội tin tưởng bất cứ ai. Quý nhân phù trợ: tuổi Dần, tuổi Tý, tiểu nhân, tuổi Dậu, tuổi Mùi. Màu sắc may mắn: màu trắng, màu cam. 2. Tuổi Giáp Thìn, mệnh Hỏa, nam sao Thái Dương, nữ sao Thổ Tú, khẩu quyết: thách thức ngày càng gia tăng, áp lực không nhỏ. Quý nhân phù trợ: tuổi Mùi, tuổi Dần, tiểu nhân, tuổi Mão, tuổi Hợi. Màu sắc may mắn: màu đen, màu tím. 3. Tuổi Bính Thìn, mệnh Thổ, nam sao Thổ Tú, nữ sao Phần Hợi, khẩu quyết: tài tinh bị tổn hại là điềm báo dễ bị hao tài tổn của. Quý nhân phù trợ: tuổi Dậu, tuổi Hợi, tiểu nhân, tuổi Mùi, tuổi Tý. Màu sắc may mắn: màu hồng, màu vàng. 4. Tuổi Mậu Thìn, mệnh Mộc, nam sao Thái Âm, nữ sao Thái Bạch, khẩu quyết: phương diện tình cảm không thật sự lý tưởng. Quý nhân phù trợ: tuổi Ngọ, tuổi Mão, tiểu nhân, tuổi Thân, tuổi Mùi. Màu sắc may mắn: màu vàng, màu nâu. 5. Tuổi Canh Thìn, mệnh Kim,
nam sao Thái Dương, nữ sao Thổ Tú khẩu quyết, nên có chế độ chăm sóc sức khỏe và cơ thể một cách phù hợp. Quý nhân phù trợ tuổi Mão, tuổi Hợi, tiểu nhân tuổi Mùi, tuổi Tý, màu sắc may mắn màu đen, màu hồng. Tử vi tháng chính âm lịch năm 2022 của tuổi Tỵ. Vận khí khởi vượng còn nhiều yếu ớt, trở nên hấp tấp. Xem tử vi tháng chính âm lịch năm 2022 của 12 con giáp cho thấy, bước sang tháng mới, người tuổi Tỵ có hung có cát, cơ hội thách thức song hành. Vận khí khởi vượng nhưng vẫn còn khá yếu ớt, nhắc nhở con giáp này cần phải thực hiện từng bước, đừng hấp tấp mà soi hỏng bỗng không, đề phòng thị phi nhiễu nhương. Có nguyệt lệnh lâm trường sinh ở Tỵ, nhìn chung mọi thứ vẫn đang tiến triển tích cực. Đây là một tháng có hung có cát, cơ hội thách thức song hành đối với con giáp này. Các tinh mang tới nhiều cơ hội để phát triển, triển khai kế hoạch, nhưng cũng không ít hung tinh tiềm tàng có thể gây sóng gió bất cứ lúc nào cho bản mệnh. Con giáp này có nhiều ý tưởng sáng tạo độc đáo, tự khẳng định năng lực ở bản thân, ở các lĩnh vực đang theo đuổi. Vận khí khởi vượng cũng còn khá yếu ớt, nhắc nhở con giáp này phải thực hiện từng bước, đừng nên hấp tấp. Tài lộc trong tháng chưa thật sự lý tưởng, chính tài may mắn ổn định nhưng thử tài khá kém, không thích hợp đầu tư các hạng mục mạo hiểm, tránh bị lừa đảo. Đặc biệt có hung tinh chủ về hao tài chỉ mệnh, bạn có thể vì chủ quan trong việc đánh giá tình hình mà phải trả một cái giá khá đắt. Vì có nhiều vấn đề để bận tâm nên chuyện tình cảm không được quan tâm đúng mực. Tháng này cũng có những cái mà bạn có hy vọng, các cặp đôi thậm chí có những bất đồng khi bạn thiếu sự lắng nghe, thấu hiểu cho những vấn đề của đối phương. Cả hai cần phải bồi dưỡng tâm tư, dành nhiều thời gian cho người ấy. Cũng sẽ chia thì tình yêu còn có cơ hội thăng hoa. Sức khỏe trong tháng này cũng không được tốt cho lắm khi bạn thường xuyên trong tình trạng căng thẳng. Thậm chí, nếu tình hình này kéo dài, còn gây rối loạn giấc ngủ, khiến người tuổi Tỵ luôn ở trạng thái quậy quậy, mất năng lượng. Xem tử vi tháng chín âm lịch năm 2022 của người tuổi Tỵ qua từng phương diện của cuộc sống. 1. Luận về phương diện sự nghiệp. Bước sang tháng chín âm lịch, phương diện sự nghiệp của con giáp này đón nhận sự chuyển biến tích cực, hứa hẹn sự thăng tiến thuận lợi nếu bản mệnh có thể nắm bắt các khí mà nguyệt lệnh lâm trường sinh mang tới. Bản mệnh có cơ hội thử sức mình trong những lĩnh vực mới và bước đầu giành được những thành công đáng tự hào. Đặc biệt, người tuổi Tỵ còn đưa ra được nhiều sáng kiến độc đáo, được mọi người tin tưởng đánh giá cao. Điều này rất hữu ích cho sự phát triển không chỉ cá nhân bạn mà còn của cả tập thể. Có thể thấy, người cầm tinh còn rắn đang tự khẳng định được năng lực bản thân ở lĩnh vực mình đang theo đuổi. Bản mệnh nên tập trung sức lực nhiều hơn để không bỏ lỡ mất vận may hiểm cỏ này. Tuy nhiên, hung tinh thiên hình và thiên quan có thể gây ra những mối nguy hại hay thị phi nhiễu nhương do tiểu nhân gây ra. Người tuổi Tỵ vốn chẳng hề để tâm đến từng chi tiết nhỏ nên có thể bị tiểu nhân lợi dụng sơ hở này mà ra tay. Người tài giỏi vốn hay bị ganh ghét, sơ sẩy một chút thôi cũng có thể đánh đổi bằng chính những gì mà bạn đã vất vả gây dựng từ trước đó. Lúc này, dù có làm bất cứ việc gì, bạn cũng cần phải thực hiện từng bước, đừng gấp gáp mà soi hỏng bỗng không. Nhất là nếu ai đã chỉ ra những lỗi của bạn thì chú ý lắng nghe để sửa sai. Sự cố chấp, bảo thủ, quá tự tin vào bản thân đều không thích hợp để thể hiện vào thời điểm này. Nhìn chung, bước sang tháng mới sẽ có cả thách thức và cơ hội đến với bạn. Cứ coi khó khăn như cơ hội để rèn giũa ý chí, bản lĩnh của mình thêm mạnh mẽ. Chỉ cần bản mệnh vẫn tự tin vào con đường mình đã chọn, có đủ quyết tâm, đủ ý chí, lại có năng lực sẵn sàng thì thành công sẽ không thể nào ở quá xa. 2.
luận về phương diện tài chính. Xét về vận trình tài lộc của người tuổi Tỵ trong tháng 9 âm lịch này có thể thấy hung vận nhiều, cát ít. Tháng này chính tài nếu có thì có thể giữ ở mức ổn định đã là may mắn, nhưng thử tài khá kém, không thích hợp đầu tư các hạng mục mạo hiểm tránh bị lừa đảo. Bản mệnh trong tháng có tiểu hao dễ bị lừa gạt tiền bạc, thu nhập chẳng thấy tăng, mà bao nhiêu cũng cần phải chi tiêu. Đã vậy, bạn có thể vì quá chủ quan trong việc đánh giá tình hình mà phải trả giá một cái khá đắt. Trong tháng, bạn được khuyên nên thận trọng trước từng lời mời gọi đầu tư, kinh doanh hay vay mượn tiền bạc. Đừng vội tin lời mật ngọt, bởi ở phía sau đó là cả một âm mưu để dụ bạn vào trong và chiếm đoạt lợi ích của bạn. Dù vậy, tháng nay, người tuổi Tỵ có nguyệt lệnh trường sinh trợ mệnh vẫn có thể thấy tia sáng le lói ở cuối con đường. Bản mệnh nên chăm chỉ làm thêm ngoài giờ, tăng thêm cơ hội tài lộc cho mình từ chính nghề tài trái thì có thể cải thiện được tình hình thu chẳng bù đủ chi. Tất nhiên, để gặt hái thành quả tốt, bạn phải đánh đổi không ít, tốn nhiều công sức, làm việc tất bật suốt ngày, thậm chí chuyện ăn ngủ nghỉ không điều độ. Bạn có thể tự cân nhắc thiệt hơn để có thể chọn lựa riêng cho mình. 3. Luận về phương diện tình cảm. Bước sang tháng Canh Tuất, do tuổi Tỵ có nhiều vấn đề cần bận tâm, từ công việc tới tiền bạc, nên cũng không đủ thời gian để quan tâm đúng mức cho đồng thời cả chuyện tình cảm lẫn công việc. Mối quan hệ đôi lứa vì thế mà nảy sinh nhiều vấn đề hiểu lầm không được tháo gỡ một cách kịp thời. Cả hai có lúc bất đồng khi bạn thiếu sự lắng nghe, thấu hiểu cho những vấn đề của đối phương. Hai bạn cần bồi dưỡng tâm tư, dành nhiều thời gian cho người ấy. Cùng chia sẻ với nhau thì tình yêu có cơ hội mới để thăng hoa. Thêm nữa, tiểu nhân ở ngoài xúc tiến cũng có thể khiến cho bản mệnh và người ấy sinh lòng hiềm nghi. Cần phải tỉnh táo để tránh mắc cái bẫy của kẻ tiểu nhân. Điều quan trọng nhất là phải giữ gìn mối quan hệ chính là niềm tin dành cho nhau. Người độc thân nên mở lòng mình hơn và chờ đợi một ngày mới mẻ sẽ đến đối với bạn. Nhưng bạn thân lại luôn dùng lý do bận bịu, không có thời gian thì tháng này cũng không có gì để bạn hy vọng. Trước hết bạn cần sắp xếp lại cuộc sống của mình, cẩn thận hơn bạn nhé. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Ở phương diện sức khỏe, thể trạng của con giáp này cũng không được lý tưởng khi bạn thường xuyên trong tình trạng căng thẳng. Những nỗi bận tâm về công việc, tiền bạc, tình cảm khiến con giáp này mệt mỏi về tinh thần, còn khiến suy nhược cơ thể. Thậm chí, nếu tình trạng này kéo dài còn gây rối loạn giấc ngủ khiến tuổi Tỵ trong tình trạng quể quại mất năng lượng. Trong tháng xuất hiện thiên hình, hung tinh báo hiệu những nguy hiểm cơ bản có thể gặp phải do bệnh tật hay tai nạn bất ngờ. Người tuổi Tỵ cần phải chú ý bảo vệ an toàn bản thân khi đi xa hay tham gia giao thông. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Tỵ trong tháng 9 âm lịch năm 2022. 1. Tuổi Quý Tỵ mệnh Thủy, năm sao Kế Đô, nữ sao Thái Dương, cầu quyết đón những sự chuyển biến tích cực, hứa hẹn thăng tiến. Quý nhân phù trợ tuổi Hợi, tuổi Thìn, tiểu nhân tuổi Mùi, tuổi Mão, màu sắc may mắn màu xanh lá, màu đen. 2. Tuổi Ất Tỵ mệnh Hỏa, năm sao Thái Bạch, nữ sao Thái Âm, khẩu quyết đề phòng tiểu nhân gây nguy hại và chuyện thị phi nhiễu nhương. Quý nhân phù trợ tuổi Hợi, tuổi Ngọ, tiểu nhân tuổi Thìn, tuổi Dậu, màu sắc may mắn màu hồng, màu tím. 3. Tuổi Đinh Tỵ mệnh Thổ, năm sao La Hầu, nữ sao Kế Đô, khẩu quyết chớ đầu tư các hạng mục mạo hiểm, tránh bị lừa đảo. Quý nhân phù trợ tuổi Sửu, tuổi Mão, tiểu nhân tuổi Mùi, tuổi Thân, màu sắc may mắn màu trắng, màu đỏ. 4. Tuổi Kỷ Tỵ mệnh Mộc, năm sao Kế Đô, nữ sao Thái Dương, khẩu quyết tình cảm ảm đạm do thiếu sự quan tâm. Quý nhân phù trợ tuổi Thìn, tuổi Tuất, tiểu nhân tuổi Dần, tuổi Hợi,
màu sắc may mắn, màu cam, màu đen. 5. Tuổi Tân Tỵ, mệnh kim, nam sao Thái Bạch, nữ sao Thái Âm, khẩu quyết, tinh thần mệt mỏi, chú ý điều dưỡng, kẻo suy nhược cơ thể. Quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Mùi, tiểu nhân, tuổi Dậu, tuổi Ngọ, màu sắc may mắn, màu trắng, màu đen. Xem tử vi tháng 9 âm lịch năm 2022 của người tuổi Ngọ, các vận tăng tiến nhanh chóng, chinh phục nấc thang mới. Tử vi tháng 9 âm lịch cho thấy người tuổi Ngọ đón khá nhiều tin tích cực trong tháng mới này. Sau bao ngày ngóng trông, các vận tăng tiến nhanh chóng, hung vận đã lùi xa, trả lại cho bản mệnh sự tự tin và cảm giác nhẹ nhõm nhờ chính những nỗ lực bền bỉ trước đó của con giáp này. Bước sang tháng Canh Tuất, những người tuổi Ngọ đón nhiều tin tích cực sau bao ngày trong ngóng, được tam hợp cục hỗ trợ, thêm cả các tin trụ về công danh chiếu mệnh, sự nghiệp của con giáp này vào tháng 9 âm lịch sẽ tràn đầy may mắn, mọi nỗ lực sẽ được đền đáp và chinh phục được những nấc thang quan trọng. Những việc bạn làm đều được ghi nhận và đánh giá xứng đáng. Nếu đang muốn thực hiện việc gì đó quan trọng thì có thể chọn thời điểm này để tiến hành. Chẳng những vậy, vận trình tài chính cũng đang trên đà tăng tiến. Có thể nói một lần nữa khẳng định rằng may mắn đang đứng về phía con giáp này, bạn sẽ nảy ra nhiều ý tưởng kiếm tiền độc đáo, giúp cho việc tiến hành kế hoạch đã đề ra trước đó. Những khoản đầu tư lúc này có vẻ hứa hẹn, nhưng bạn vẫn có thể đầu tư nho nhỏ bởi không thể nào lường trước hết được những rủi ro tiềm ẩn. Chuyện tình cảm của người tuổi Ngọ sẽ vô cùng đáng nhớ trong tháng 9 âm lịch, khi bản mệnh sẽ có khoảng thời gian thú vị và ngọt ngào bên cạnh những người thân yêu nhất của mình. Còn đối với người độc thân, bạn sẽ có nhiều cơ hội để làm quen, gặp gỡ với người khác giới và từ đó có thể tìm thấy một nửa của đời mình. Sức khỏe vào tháng 9 âm lịch ổn định khi các kế hoạch chăm sóc bản thân, rèn luyện thể dục thể thao của bạn đang phát huy tác dụng. Bản mệnh nên duy trì các thói quen sinh hoạt của mình về lâu về dài. Xem tử vi tháng 9 âm lịch năm 2022 của người tuổi Ngọ qua từng phương diện của cuộc sống. 1. Luận về phương diện sự nghiệp. Bước sang tháng mới, vận khí của những chú ngựa đang tăng tốc khá nhanh, kéo theo phương diện công danh sự nghiệp cũng đạt được nhiều kết quả đáng mừng. Tam hợp cục xuất hiện kết hợp với các tinh chính quan, con giáp này đang dần lấy lại tinh thần và xây triển tình thế một cách ngoạn mục, theo hướng có lợi cho mình. Các vấn đề trong công việc được xử lý ổn thỏa. Chẳng những vậy, nguyệt lệnh Lâm Mộc Dục còn mở ra nhiều mối nhân duyên tốt đẹp cho con giáp này, đặc biệt là các mối quan hệ rất rộng mở, nên không chỉ tốt cho chuyện tình cảm mà còn rất hữu ích ở cả phương diện sự nghiệp. Theo đó, con giáp này có thể dễ gặp quý nhân trợ lực, đồng nghiệp yêu mến, cấp trên tin tưởng, hiệu suất làm việc nâng cao hơn hẳn. Bạn có thể sẽ chinh phục được những nấc thang quan trọng trong thời gian này. Mọi nỗ lực sẽ được đền đáp và việc bạn làm đều được ghi nhận và đánh giá xứng đáng. Nếu đang muốn thực hiện việc gì đó quan trọng thì có thể chọn thời điểm này để tiến hành. Những khó khăn ban đầu do ngũ quỷ hung tinh quấy phá có thể khiến bạn lung lay ý chí nhưng cuối cùng vẫn thực hiện được. Tinh thần phấn chấn, hăng hái cũng khiến cho những chú ngựa sẵn sàng mở lòng với mọi người, luôn biết lắng nghe, chịu khó, tích lũy kiến thức, học thêm từ những người đi trước để ngày càng hoàn thiện bản thân. Hơn thế nữa, người tuổi Ngọ còn không ngần ngại giúp đỡ mọi người xung quanh khi có thể. Sự nhiệt tình khiến bạn được nhiều người yêu mến, đồng nghiệp sẵn lòng giúp đỡ lại bạn khi cần thiết. Nhìn chung, tháng mới cùng nhiều cơ hội mới mở ra cho con giáp này. Đây là thời điểm tuyệt vời cho những ai đang ấp ủ những dự án mới, thì nay đã có thể bắt tay vào hành động. Cứ vững tin bắt đầu bằng những bước nhỏ nhưng chắc chắn. Theo thời gian thì hứa hẹn bạn sẽ bước lên những nấc thang cao hơn, ngồi ở vị trí vững chãi hơn. 2. Luận về phương diện tài chính. Con đường tài lộc của người tuổi Ngọ khi bước sang vào tháng 9 âm lịch vô cùng vượng phát,
một lần nữa khẳng định rằng may mắn đang đứng về phía con giáp này. Bạn sẽ nảy ra nhiều ý tưởng kiếm tiền độc đáo giúp tiến hành kế hoạch đã đề ra từ trước đó. Những người làm công ăn lương có thể sẽ được tăng lương hay tăng thưởng bởi những thành quả mà bạn đạt được trong khoảng thời gian này. Với những bạn làm kinh doanh thì đây là một tháng khá bận rộn với những đơn hàng tới tấp nập bay về. Hàng hóa lưu thông trơn tru, lợi nhuận tăng tiến nhanh chóng. Đặc biệt với sự hậu thuẫn của cục diện tam hợp, con giáp này tìm được nhiều mối làm ăn tiềm năng, biết cách duy trì các mối khách hàng lâu năm để có nguồn thu nhập ổn định cho bản thân. Bạn có thể tranh thủ dịp này để tăng các kênh quảng bá cho sản phẩm của mình nhằm thu hút nhiều đối tượng khách hàng thì việc buôn bán còn sẽ rực rỡ hơn nữa. Có điều, cẩn thận khi ngũ quỷ hung tinh rình rập, bản mệnh cần rà soát hợp đồng, giấy tờ văn bản pháp lý thật kỹ càng, tránh phạm sai lầm, nhẹ thì bỏ tiền túi để đền bù thiệt hại, nặng thì dính dáng tới kiện tụng pháp luật. 3. Luận về phương diện tình duyên. Tử vi tháng 9 âm lịch năm 2022 của 12 con giáp cho thấy, người tuổi Ngọ được nhờ có nguyệt lệnh lâm mộc dục mà đời sống tình cảm của con giáp này sẽ có nhiều tín hiệu đáng mừng. Bạn mời sẽ có khoảng thời gian thú vị và ngọt ngào bên cạnh những người thân yêu nhất của mình. Nhân duyên khởi vượng phơi phới, thúc đẩy tình yêu lứa đôi ngày càng tốt đẹp. Đây chính là thời điểm lý tưởng để người độc thân mở rộng quan hệ xã giao, chủ động kết bạn hoặc bày tỏ tình cảm nếu đã có đối tượng trong lòng. Khả năng cao bạn sẽ gặp được người trong mộng của mình ở những tình huống vô cùng bất ngờ, nhưng đã là duyên thì chẳng thể nói trước điều gì. Các cặp đôi đang trong giai đoạn mặn nồng có thể tính tới chuyện hôn nhân đại sự. Quan trọng là cả hai đã cùng trải qua nhiều chuyện buồn vui bên nhau, nhưng tình cảm ngày càng đông đầy chứ không hề sức mẻ. Đây chính là nền tảng để xây dựng hôn nhân. Đời sống vợ chồng hòa hợp, có thể tính chuyện sinh thêm con cái. Người tuổi Ngọ nên tìm hiểu tất tần tật những điều cha mẹ cần biết khi sinh con vào năm 2023 để chọn đúng thời điểm sinh con phù hợp, vượng vận cho cả gia đình. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Sang tháng mới, sức khỏe của con giáp này ngày càng đi vào ổn định, không gặp phải vấn đề nào đáng ngại. Cũng nhờ các kế hoạch chăm sóc bản thân, rèn luyện thể dục thể thao của bạn đang phát huy tác dụng, bản mệnh nên duy trì các thói quen sinh hoạt của mình về lâu về dài. Tuy nhiên, trong tháng có ngũ quỷ hung tinh ám tàng, người tuổi Ngọ vẫn nên chú ý đi đứng cẩn thận, đề phòng tai nạn xe cộ bất ngờ. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Ngọ trong tháng 9 âm lịch năm 2022 như sau. 1. Tuổi Giáp Ngọ, mệnh kim, nam sao phân hưởng, nữ sao la hầu khẩu quyết, sự nghiệp đạt được nhiều kết quả đáng mừng. Quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Mão, tiểu nhân, tuổi Tỵ, tuổi Thìn, màu sắc may mắn, màu nâu, màu đỏ. 2. Tuổi Bính Ngọ, mệnh thủy, nam sao thủy diệu, nữ sao mộc đức, khẩu quyết, chinh phục được những nấc thang quan trọng. Quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thìn, tiểu nhân, tuổi Hợi, tuổi Dần, màu sắc may mắn, màu cam, màu hồng. 3. Tuổi Mậu Ngọ, mệnh hỏa, nam sao mộc đức, nữ sao thủy diệu, khẩu quyết, tài lộc vô cùng vượng phát. Quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Sửu, tiểu nhân, tuổi Mão, tuổi Tỵ, màu sắc may mắn, màu đen, màu đỏ. 4. Tuổi Canh Ngọ, mệnh thổ, nam sao vân hở, nữ sao la hầu, khẩu quyết, tình cảm lứa đôi ngày càng tốt đẹp. Quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Tỵ, tiểu nhân, tuổi Thìn, tuổi Dần, màu sắc may mắn, màu hồng, màu tím. 5. Tuổi Nhâm Ngọ, mệnh mộc, nam sao thủy diệu, nữ sao mộc đức, khẩu quyết, sức khỏe ngày càng đi vào ổn định. Quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Dậu, tiểu nhân, tuổi Dần, tuổi Hợi, màu sắc may mắn, màu trắng, màu nâu. Tử vi tháng 9 âm lịch năm 2022 của người tuổi Mùi, đứng trước thách thức mới mẻ, cần thêm sự quyết tâm. Tử vi tháng 9 âm lịch năm 2022 cho thấy những chú dê đứng trước không ít những thách thức mới, đòi hỏi bản mệnh phải luôn có bản lĩnh để đối mặt với những khó khăn,
nhưng cũng đừng quên đi những thuận lợi mà mình may mắn có được. Công việc có thể gặp phải những khó khăn ở khoảng thời gian đầu. Hợp tác với đồng nghiệp, cộng sự không được trôi chảy cho lắm. Những ai khởi động dự án mới cũng vấp phải những trở lực nhất định, nhưng rất may. Tháng này, người tuổi Mùi có nguyệt lệnh Lâm Quan Đới ủng hộ nên có thể giảm bớt phần nào hung hiểm bạn phải đối mặt. Chỉ cần có sự quyết tâm thì sóng gió nào cũng sẽ qua đi. Con đường tài lộc nhìn chung vẫn khá ổn định, bản mệnh duy trì được các khoản thu điều đặn của mình nên việc chi tiêu hàng ngày không có gì phải lo lắng. Những ai làm ăn kinh doanh túc tắc vẫn có lợi nhuận như cũ. Nếu muốn thu về nhiều hơn thì cần phải tìm hiểu nhu cầu hiện tại của thị trường để có sự điều chỉnh phù hợp. Tháng này, những chú dê có cả hung vận lẫn cát vận, nhưng riêng con đường tình duyên thì rất thắm sắc nồng nàn. Sao thái âm giúp đào hoa nở rộ, chuyện tình cảm của con giáp này vì thế mà rất hứa hẹn. Người độc thân sẽ dễ dàng tìm được một nửa ưng ý cho mình, hoặc không thì cũng có nhiều cơ hội xây dựng mối quan hệ tốt đẹp. Sức khỏe tuy không phải là vấn đề nào nghiêm trọng nhưng cũng không nên chủ quan. Bạn nên cân bằng thời gian dành cho công việc và nghỉ ngơi, sinh hoạt điều độ để trạng thái được nạp đầy đủ năng lượng khi cần thiết. Xem tử vi tháng 9 âm lịch năm 2022 của người tuổi Mùi qua từng phương diện của cuộc sống. 1. Luận về phương diện sự nghiệp. Theo tử vi tháng 9 âm lịch năm Nhâm Dần của 12 con giáp cho biết, trong tháng Canh Tuất này, người tuổi Mùi bị cục diện Mùi Tuất tương phá cản trở nên thách thức gia tăng khá nhanh. Mọi việc vốn đang suôn sẻ có thể gặp trục trặc nửa chừng bất cứ lúc nào, đòi hỏi bản mệnh phải có sự cẩn thận để hạn chế tối đa những sai sót không đáng có. Công việc thường dễ gặp những khó khăn, chủ yếu ở khoảng vào giai đoạn đầu tháng. Những ai khởi động dự án mới cũng vấp phải những trở lực nhất định. Đây là lúc bạn cần phải thể hiện bản lĩnh của mình, bởi chẳng có con đường nào dẫn tới thành công trải toàn hoa hồng. Quá trình hợp tác với đồng nghiệp, cộng sự được dự báo là không được trôi chảy cho lắm. Trong quá trình làm việc chung, đôi bên nảy sinh nhiều ý kiến trái ngược, ai cũng khăng khăng với nhận định của bản thân nên khó đi tới thống nhất. Mỗi người đều có thế mạnh và cái hay riêng. Nhưng nếu đã cộng tác với nhau thì cần phải đặt mục tiêu chung lên trên hết. Khi đó, cả bạn và cộng sự đều sẽ tìm được cách để thống nhất ý kiến, tạm gác cái tôi để nỗ lực vì chữ chúng ta. Khi đã tìm lại được sự ăn ý, tiến trình sẽ trở nên suôn sẻ và nhanh chóng vô cùng. Nhìn chung, sẽ có nhiều thời điểm công việc gặp nhiều xáo trộn có thể khiến con giáp này trùng bước, suy nghĩ bế tắc, thậm chí còn xuất hiện ý định bỏ dở, nhưng cũng đừng quên đi những thuận lợi mà mình may mắn có được. Đặc biệt là khi tháng này người tuổi Mùi được nguyệt lệnh Lâm Quan Đới ủng hộ nên có thể giảm bớt phần nào hung hiểm mà bạn phải đối mặt. Chỉ cần có sự quyết tâm thì sóng gió nào cũng sẽ qua đi. Khi cảm thấy bản thân đang lạc lối hay mất phương hướng thì nên bình tĩnh lại, cân nhắc được mất trước khi hành động. Khi đó bạn sẽ biết phải nên làm gì và nếu xảy ra trở ngại thì chúng cũng đã nằm trong vấn đề bạn lường trước rồi. Nhờ đó mà bạn hạn chế được sự thất vọng, chán chường có thể dẫn tới hỏng việc. Tuy nhiên, chắc chắn một điều là khó lường công việc của người tuổi Mùi trong tháng mới khiến cho con giáp này khá mệt mỏi. Do đó, bản mệnh nên làm việc có kế hoạch và cố gắng cân bằng giữa công việc và cuộc sống để không gặp tình trạng muốn cố gắng nhưng lực bất tòng tâm. 2. Luận về phương diện tài lộc. Công việc có tốt, có xấu, nhưng người tuổi Mùi vẫn có thể xoay sở kịp thời bằng chính những nỗ lực của mình. Nhờ vậy mà tiền bạc của con giáp này vào tháng 9 âm lịch nhìn chung khá ổn định. Bản mệnh duy trì được các khoản thu điều đặn của mình nên việc chi tiêu hàng ngày không có gì phải lo lắng. Những ai làm ăn kinh doanh túc tắc vẫn có lợi nhuận như cũ. Nhưng nếu muốn thu về nhiều hơn thì cần phải tìm hiểu nhu cầu hiện tại của thị trường để có sự điều chỉnh thích hợp hơn.
Tháng này có tương phá tác động nên bạn cũng cần chuẩn bị tinh thần khi có cạnh tranh, tranh chấp thị trường sẽ gia tăng. Đối thủ cũng đã nghiên cứu bạn rất kỹ nên không thể nào không có sự đổi mới. Bạn rất dễ bị lấn lướt, thậm chí chơi xấu. Trong đầu tư, cần hết sức thận trọng, đừng để sai một ly đi một dặm. Nguyệt lệnh Lâm Quang Đới hậu thuẫn, bạn thể hiện tham vọng làm giàu của mình cũng như là quyết tâm cao độ, nhưng mặt xấu là dễ khiến bạn sử dụng tình cảm trong hành động, dễ bị cảm xúc chi phối. Bản mệnh nên nhớ làm việc theo tư duy logic, chứ không nên để tình cảm cảm xúc chi phối. Tiền bạc phân minh, tình cảm rõ ràng, có như thế mọi thứ mới ổn định và phát triển được. Các khoản thu chi trong tháng cũng không ít, nhất là về thời gian cuối tháng, có việc lớn, phát sinh, dùng nhiều tiền, khiến tình hình tài chính của bạn thất thoát. Người tuổi Mùi nên lấy tích lũy làm trọng. Coi như tích tiểu thành đại, chi tiêu hợp lý thì sớm muộn cũng có của ăn, của để. 3. Luận về phương diện tình duyên. Theo tử vi tháng 9 âm lịch năm 2022 của tuổi Mùi cho thấy, có cả hung vận lẫn các vận, nhưng riêng con đường tình duyên thì rất thắm sắc nồng nàn. Có sao thái âm giúp cho đào hoa nở rộ, chuyện tình cảm của con giáp này vì thế mà rất hứa hẹn. Những mâu thuẫn giận hờn giảm đi trông thấy, tình yêu cứ như mở sang một trang mới, vô cùng sinh động và lãng mạn. Các cặp đôi đang yêu có dịp trải nghiệm những cung bậc cảm xúc thăng hoa khi ngày càng có sự ăn ý và thấu hiểu nhau trong mọi vấn đề. Một số cặp có thể tính tới chuyện kết hôn. Các cặp vợ chồng cũng nhân cơ hội này mà hâm nóng tình cảm của mình. Những khúc mắc gia đình trước đó được xóa bỏ, tranh cãi không còn nữa. Bản mệnh và người ấy bỏ qua cho nhau những lỗi lầm, chung tay vun đắp hạnh phúc. Cuộc sống gia đình hạnh phúc khi đôi bên cùng cố gắng thay đổi tích cực vì đối phương. Người độc thân sẽ dễ dàng tìm được một nửa ưng ý cho mình, hoặc không thì cũng có nhiều cơ hội xây dựng mối quan hệ tốt đẹp. Tuy nhiên, bạn cũng nên cẩn trọng khi kết giao với người bạn mới quen, nhất là nữ mệnh, tránh bị lừa gạt cả tình cảm lẫn tiền bạc. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Bước sang tháng mới, sức khỏe của những chú dê tuy không gặp phải những vấn đề nào nghiêm trọng, thể trạng của bản mệnh vốn dĩ khá tốt nên duy trì chế độ dinh dưỡng và luyện tập hợp lý, sức khỏe luôn được đảm bảo. Dù vậy, bạn cũng không nên chủ quan, bạn nên cân bằng thời gian dành cho công việc, nghỉ ngơi, sinh hoạt một cách điều độ để thể trạng được đạt đầy năng lượng cần thiết. Ngoài ra, chú ý đi đứng thận trọng, tham gia giao thông một cách an toàn, tránh va chạm dẫn tới xô xát, bị thương. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Mùi vào tháng 9 âm lịch năm 2022. 1. Tuổi Ất Mùi, mệnh kim, nam sao Thái Dương, nữ sao Thổ Tú, khẩu quyết, thách thức gia tăng, cần cẩn trọng hơn để hạn chế sai sót. Quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Hợi, tiểu nhân, tuổi Thân, tuổi Tuất, màu sắc may mắn, màu vàng, màu nâu. 2. Tuổi Đinh Mùi, mệnh thủy, nam sao Thổ Tú, nữ sao Phần Hớn, khẩu quyết, có sự quyết tâm thì sóng gió nào cũng sẽ qua. Quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Ngọ, tiểu nhân, tuổi Tuất, tuổi Thìn, màu sắc may mắn, màu xanh, màu trắng. 3. Tuổi Kỷ Mùi, mệnh hỏa, nam sao Thái Âm, nữ sao Thái Bạch, khẩu quyết, duy trì được các khoản thu đều đặn. Quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Tỵ, tiểu nhân, tuổi Ngọ, tuổi Sửu, màu sắc may mắn, màu cam, màu xám. 4. Tuổi Tân Mùi, mệnh thổ, nam sao Thái Dương, nữ sao Thổ Tú, khẩu quyết, đào hoa nở rộ, tình cảm có nhiều hứa hẹn. Quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Ngọ, tiểu nhân, tuổi Thìn, tuổi Tý, màu sắc may mắn, màu cà phê, màu nâu. 5. Tuổi Quý Mùi, mệnh mộc, nam sao Thổ Tú, nữ sao Vân Hớn, khẩu quyết, nên duy trì chế độ dinh dưỡng và luyện tập hợp lý. Quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Mão, tiểu nhân, tuổi Sửu, tuổi Tuất, màu sắc may mắn, màu đen, màu xanh. Tử vi tháng 9 âm lịch năm 2022 của tuổi Thân, đón bước chuyển mình mới cần thêm quyết đoán. Theo tử vi tháng 9 âm lịch năm Nhâm Dần 2022
của người tuổi Thân cho biết, đây là một tháng cần nhiều hơn sự quyết đoán và nghiêm túc của con giáp này để có thể tận dụng vận may mà bạn đang có. Bước chuyển mình vào tháng mới sẽ là cơ hội mà tuổi Thân nên nắm bắt và phát huy tối đa khả năng của mình. Trong tháng có nhiều các tinh trổ về công danh chiếu mệnh, bạn sẽ cảm nhận rõ bầu không khí chuyên nghiệp hơn, thúc đẩy bản thân không ngừng tiến về phía trước. Khối lượng công việc tăng nhanh, nhưng đổi lại bạn sẽ nhận được trái ngọt khi nằm trong danh sách được đề bạt thăng tiến cao. Còn giáp này còn đón vận may về tài chính, hứa hẹn sẽ gặt hái thành công ở các lĩnh vực kinh doanh hay đầu tư. Các hợp đồng được ký kết, tiến hành giao dịch lớn nhỏ đều diễn ra suôn sẻ, nhưng đổi lại bạn sẽ phải khá vất vả, chạy đôn chạy đáo nhiều nơi. Về mặt tình cảm cá nhân, đây cũng là tháng hài lòng với con giáp này khi bạn dành nhiều thời gian hơn để quan tâm tới gia đình, bạn bè. Vậy mà bạn vẫn đánh giá cao và nhận được sự khuyến khích và hỗ trợ chung từ họ đấy. Những người độc thân đang tìm kiếm nửa kia còn lại của mình có thể đón không khí lãng mạn đầy bất ngờ. Phương diện sức khỏe của con giáp này khá ổn định. Bạn ý thức việc rèn luyện sức khỏe bằng những bài tập vừa sức nên thể trạng được cải thiện khá rõ. Nếu có thể duy trì thói quen này lâu dài, bạn sẽ có đủ sung sức và tinh thần tỉnh táo để theo đuổi mục tiêu của riêng mình. Xem tử vi tháng 9 âm lịch năm 2022 của người tuổi Thân qua từng phương diện của cuộc sống. 1. Luận về phương diện sự nghiệp. Bước sang tháng Canh Tuất, người tuổi Thân nhờ gặp được cục diện tam hợp thái tuế nên vận trình khởi sắc, kéo theo công danh sự nghiệp hứa hẹn đạt được bước tiến quan trọng. Đây được thôi là tháng có bước chuyển mình và con giáp này cần nắm bắt cơ hội đó để thể hiện và phát huy tối đa khả năng của bản thân. Ngay từ đầu tháng, bạn có thể cảm nhận rõ bầu không khí chuyên nghiệp hơn, thúc đẩy bản mệnh không ngừng tiến về phía trước. Người tuổi này sẽ có nhiều ý tưởng sáng tạo và cũng là tháng đạt được phong độ cao nhất. Một số ý tưởng và đề xuất của bạn sẽ được đặc biệt đón nhận và giành được cảm tình và đánh giá cao của những người xung quanh. Tháng 9 âm lịch này sẽ có nhiều biến động do sự gia tăng về khối lượng công việc. Dù đôi khi có thể bị quá tải một chút, nhưng chỉ cần sắp xếp khéo léo, làm gì cũng cần đề cao quy trình, thứ tự. Đổi lại, bạn sẽ nhận được trái ngọt khi nằm trong danh sách được đề bạt thăng tiến cao trong dịp cuối năm. Đặc biệt có nguyệt lệnh lâm đất ủng hộ, tháng này bản mệnh còn có điềm báo được tham gia những buổi đào tạo chuyên nghiệp, bồi dưỡng, hội họp quan trọng, rất có lợi để tích lũy kinh nghiệm nâng cao chuyên môn. Những cơ hội được rèn giũa trong môi trường chuyên nghiệp như vậy không phải lúc nào cũng có sẵn. Người tuổi Thân nên tranh thủ để tích lũy những kỹ năng và kiến thức. Hãy chịu khó học hỏi, trao dồi, chắc chắn sẽ tới lúc bạn có thể vận dụng và sử dụng nhanh chóng các kiến thức này vào cuộc sống. Những bạn đang trong quá trình tìm kiếm môi trường làm việc mới, chinh phục lĩnh vực mới cũng hoàn toàn có thể thử sức vì đây là thời điểm vàng bạn nhận được năng lực tiềm ẩn của bản thân mình. Tam hội cục còn mang tới quỷ nhân âm thầm giúp đỡ, hãy cứ mạnh dạn thực hiện hóa ước mơ của mình. Nhìn chung, đây sẽ là tháng cần nhiều hơn sự quyết đoán và nghiêm túc của con giáp này để có thể tận dụng vận may mà bạn đang có. Mọi sự nỗ lực được đền đáp bằng những thành quả xứng đáng, dù là người làm công ăn lương hay làm tự do, con giáp này đều hài lòng với những gì đã đạt được. 2. Luận về phương diện tài chính. Theo tử vi tháng 9 âm lịch năm 2022 của 12 con giáp cho thấy, thuận đà công việc, hành thông, con đường tài lộc của người tuổi Thân cũng có khá nhiều điểm sáng trong tháng Canh Tuất này. Có tam hội cục lại thêm nguyệt lệnh lâm quan chống lưng, tài chính gần như không còn là nỗi lo với con giáp này. Dù là người làm công việc cố định hay kinh doanh thì đều có nguồn thu rủng rỉnh. Người làm công ăn lương, tháng này lương và thưởng đều có xu hướng tăng nhanh. Bản mệnh làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, nỗ lực bỏ ra thu được thành quả xứng đáng.
Nếu có mong muốn tăng lương trong tháng, bạn có thể mạnh dạn đề xuất kèm theo một danh sách những con số lý lẽ thuyết phục, tỷ lệ thành công rất cao. Người buôn bán cũng hứa hẹn sẽ gặt hái thành công ở các lĩnh vực kinh doanh hay đầu tư. Các hợp đồng được ký kết, tiến hành giao dịch lớn nhỏ đều diễn ra suôn sẻ. Con giáp này luôn ý thức việc gia tăng thu nhập bằng nhiều nguồn khác nhau, chăm chỉ, không nề hà bất cứ điều gì. Là nguồn thu của bạn cũng khá đa dạng, lớn nhỏ đều có cả. Thu nhập tăng tiến nhưng đổi lại bạn sẽ phải khá vất vả, chạy đôn chạy đáo nhiều nơi để lo việc làm ăn do dịch mã tác động tinh nhập mệnh. Có nhiều vấn đề cần bạn đích thân đứng ra xử lý, dù phải đi xa nhưng nếu là cần thiết thì cũng trở nên giao phó cho ai khác kẹo đối phương làm qua lo hời hợt, vừa tốn công sức lại vừa dễ hỏng việc. Bên cạnh đó, bạn cũng nên có cách quản lý tiền bạc rõ ràng để giúp hạn chế việc chi tiêu tùy hứng. Con giáp này vốn chi tiêu hào phóng nên thường không tích lũy được nhiều, vì vậy cần phải học cách tiết kiệm. Bản mệnh sẽ thấy mình luôn chủ động được về tiền bạc mà không bị nó điều khiển. 3. Luận về phương diện tình cảm. Công việc bận rộn cũng thường mải mê với những mối làm ăn để cải thiện thu nhập, nhưng không vì thế mà người tuổi Thân bỏ bê, sao nhãng các mối quan hệ tình cảm của mình nhờ việc biết cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Được tam hội cục che chở, đây là tháng hài lòng với con giáp này khi bạn dành nhiều thời gian hơn để quan tâm tới gia đình, bạn bè. Nhờ vậy mà bạn có được sự đánh giá cao và nhận được sự khuyến khích hỗ trợ chung từ họ. Các cặp vợ chồng đồng lòng, đồng sức, luôn chia sẻ và cảm thông cho đối phương nên không khí gia đình đầm ấm, con cái được nuôi dạy trong môi trường tốt. Người độc thân lại càng có nhiều may mắn. Tháng này vận đào hoa khá vượng, đây là cơ hội tốt cho những ai vừa trải qua mối tình có cái kết không mấy tốt đẹp, có thể một lần nữa đón không khí lãng mạn. Hãy mở rộng trái tim đón nhận điều mới mẻ, cuộc sống mới thật sự có ý nghĩa. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Sức khỏe của người tuổi Thân trong tháng Canh Tuất này được duy trì ở mức ổn định. Công việc bận rộn, mải mê phấn đấu phát triển sự nghiệp và làm giàu, đa phần người tuổi Thân ít có thời gian chăm sóc sức khỏe. Do vậy, bạn cần phải cần chú ý hơn tới các vấn đề dưỡng sinh cho cơ thể. Rất may là con giáp này luôn ý thức được việc chăm sóc sức khỏe bất cứ khi nào có cơ hội. Tranh thủ những lúc rảnh rỗi, bạn vẫn có thể chăm chỉ rèn luyện sức khỏe bằng những bài tập vừa sức, nên thể trạng vẫn đang đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt và làm việc thường ngày. Nếu có thể duy trì thói quen này lâu dài, bạn cũng sẽ có đủ sự sung sức và tinh thần tỉnh táo để theo đuổi mục tiêu của mình. Với những ai phải xuất hành đi công tác xa, cần hết sức thận trọng. Nơi đất khách quê người, bạn phải tự bảo vệ an toàn cho bản thân, chớ nên cả tin mà bị lừa lọc gây nguy hiểm cho mình. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Thân vào tháng 9 âm lịch năm Nhâm Dần. 1. Tuổi Bính Thân, mệnh hỏa, nam sao Thái Bạch, nữ sao Thái Âm, khẩu quyết, công danh sự nghiệp, hứa hẹn đạt bước tiến quan trọng. Quý nhân phù trợ tuổi Mão, tuổi Thìn, tiểu nhân tuổi Tuất, tuổi Ngọ, màu sắc may mắn, màu xanh, màu nâu. 2. Tuổi Mậu Thân, mệnh thổ, nam sao La Hầu, nữ sao Kế Đô, khẩu quyết, gia tăng khối lượng công việc, có thể được đào tạo chuyên môn. Quý nhân phù trợ tuổi Mùi, tuổi Thìn, tiểu nhân tuổi Sửu, tuổi Mão, màu sắc may mắn màu vàng, màu hồng. 3. Tuổi Canh Thân, mệnh mộc, nam sao Kế Đô, nữ sao Thái Dương, khẩu quyết, tài lộc tăng tiến, làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu. Quý nhân phù trợ tuổi Hợi, tuổi Thìn, tiểu nhân tuổi Tuất, tuổi Dậu, màu sắc may mắn màu trắng, màu tím. 4. Tuổi Nhâm Thân, mệnh kim, nam sao Thái Bạch, nữ sao Thái Âm, khẩu quyết, các mối quan hệ tốt đẹp, vận đào hoa khá vượng. Quý nhân phù trợ tuổi Mùi, tuổi Tỵ, tiểu nhân tuổi Ngọ, tuổi Sửu, màu sắc may mắn màu đỏ, màu đen. 5. Tuổi Giáp Thân, mệnh thủy, nam sao La Hầu, nữ sao Kế Đô, khẩu quyết, có ý thức chăm sóc rèn luyện sức khỏe. Quý nhân phù trợ tuổi Ngọ, tuổi Hợi, tiểu nhân tuổi Tý, tuổi Mùi, màu sắc may mắn màu vàng, màu đen.
Tử vi tháng 9 âm lịch năm 2022 của người tuổi Dậu, vận khí hỗn loạn, thận trọng, kẻo một ly đi một dặm. Tử vi tháng 9 âm lịch năm Nhâm Dần của 12 con giáp cho biết, người tuổi Dậu chịu sự chi phối chủ yếu từ cục diện tương hại thái tuế nên vận khí hỗn loạn, mưu sự cần hết sức thận trọng, kẻo sai một ly đi một dặm. Tuy hung vận khá lớn, nhưng bên cạnh đó bản mệnh cũng có nhiều các tinh âm thầm trợ mệnh. Mâu thuẫn nội bộ gia tăng nên chú ý thái độ hành xử để không gây bất cứ bất bình nội bộ nào. Tiểu nhân ganh ghét sẽ giở trò để cản đường của bạn. Việc hợp tác có thể trục trặc do đôi bên thiếu sự tin tưởng. Nếu bình tĩnh xử lý vẫn có thể xoay chuyển tình thế. Ngược lại, bản mệnh càng nóng vội, càng làm dễ hỏng việc. Vận trình tài lộc có xu hướng giảm do có hung tinh chủ hào tác động nhạnh. Ở thời điểm này, con giáp này nên tập trung vào các việc làm tốt công việc hiện tại. Không nên ôm đồm quá nhiều việc, kiểu việc gì cũng không đạt được kết quả như ý muốn. Tránh những hạng mục đầu tư mạo hiểm, kẻo bị lừa lọc. Tình cảm không có sóng gió gì lớn nhưng lại bình tĩnh, tẻ nhạt. Đôi bên cần dành thêm thời gian chia sẻ, tránh phát sinh mâu thuẫn. Người độc thân gặp nhiều may mắn hơn nhờ đào hoa tinh chiếu mệnh. Chỉ cần khéo léo thể hiện mình thì duyên khác phái càng vượng phát, dễ tìm được ý trung nhân. Sức khỏe giảm sút. Vấn đề về sức đề kháng suy giảm, một phần do tác động tiêu cực từ yếu tố thời tiết, môi trường sống. Bản mệnh cũng cần phải đề phòng hỏa huyết quang, ra ngoài chú ý vấn đề an toàn giao thông. Xem tử vi tháng 9 âm lịch năm 2022 của người tuổi Dậu qua từng phương diện của cuộc sống. 1. Luận về phương diện sự nghiệp. Tháng 9 âm lịch của người tuổi Dậu cho biết, sự nghiệp của con giáp này có dấu hiệu sa sút do chịu ảnh hưởng khá lớn từ tương hại cục. Công việc gặp khá nhiều trở ngại, mưu sự cũng khó được như ý. Hiệu quả công việc sa sút, tiến độ chậm trễ, thậm chí nếu chủ quan, bạn còn có thể gây ra những sai sót rất khó vãn hồi. Điềm báo tử vi cho thấy cạnh tranh trong tháng khá lớn, mâu thuẫn nội bộ gia tăng nên chú ý thái độ và cách hành xử để không vô tình đắc tội người không nên. Nhất là chẳng may chiều tới tiểu nhân sẽ rất bất lợi cho bạn. Cho dù tài năng của bản mệnh đã được khẳng định bấy lâu, nhưng trong tập thể vẫn có người tỏ ra không phục, nhất là với những người đồng trang lứa hay cùng một vị trí. Đối phương thậm chí còn chẳng hề che giấu sự đố kỵ ghen ghét với tài năng và thành quả của bạn đang sở hữu. Nếu bạn không biết cách thu phục lòng người, sẽ rất dễ bị kẻ đó gây chuyện thị phi sau lưng nhằm triệt hạ uy tín. Đặc biệt là hãy luôn nhắc nhở bản thân làm việc một cách thận trọng và khôn khéo để tránh sập bẫy kẻ xấu, tiền mất tật mang. Việc hợp tác có thể gặp trục trặc do đôi bên thiếu sự tin tưởng, thiếu bình tĩnh xử lý vẫn có thể xoay chuyển tình thế. Ngược lại, bản mệnh càng nóng vội càng dễ hỏng việc. Tuy hung vận khá lớn nhưng bên cạnh đó bản mệnh cũng có nhiều các tinh âm thầm trợ mệnh, cơ hội để trở mình không phải không có, miễn là bạn bỏ ra nhiều công sức và nỗ lực lớn hơn. Tháng này người tuổi Dậu có sao Thái Dương chiếu mệnh, nam mạng sẽ có thể gặp may mắn hơn nữ mạng về phương diện công việc. Tuy nhiên, để có thể tận dụng được vận may này, bạn cũng phải đánh đổi bằng sự bùng ba chứ không phải há miệng chờ sung. Vì vậy, công việc mà bạn đang làm sẽ khó tránh khỏi những va vấp, cần phải xác định tâm lý ngay từ đầu, đừng lý tưởng hóa mọi thứ để đến lúc thất vọng vì việc không như ý mình. Tháng này có nguyệt lệnh lâm đế vượng, vốn là một tín hiệu vô cùng đáng mừng nhưng lại bị tương hại triệt tiêu. Gần như hoàn toàn các vận, thậm chí đế vượng xuất hiện ở thời điểm này còn dễ thôi thúc cái tôi cá nhân, dễ khiến bản mệnh trở nên cao ngạo, kiêu căng, làm mất lòng người khác. Con giáp này cần phải chú ý kiềm chế tốt cảm xúc, tránh để tình cảm cá nhân xen vào việc chung, kẻo công việc gặp trở ngại. Hãy tĩnh tâm hơn một chút để suy nghĩ lại mọi việc mình làm,
Chỉ có như vậy bạn mới có thể kiểm soát cảm xúc của chính mình. Nhìn chung, đây sẽ là giai đoạn sẽ có nhiều yếu tố phụ thuộc trong cuộc sống làm ảnh hưởng tới năng suất làm việc của bạn. Hãy trang bị cho mình những giải pháp cứu cánh, giữ cho chính mình một tinh thần thép, một năng lượng tràn trề để vượt qua nhé. 2. Luận về phương diện tài chính. Theo tử vi tháng 9 âm lịch của người tuổi Dậu cho biết, rất tiếc con giáp này sẽ khó gặp may mắn về vấn đề tiền bạc trong tháng mới, bị tương hại cục và kiếp tài ảnh hưởng, vận trình tài lộc của những chú gà chưa thể ổn định ngay được, tiền bạc cũng có thể bị thất thu, cần quản lý túi tiền của mình thật chặt, đồng thời đề phòng kẻ xấu lừa đảo. Ở thời điểm này, con giáp này nên tập trung vào làm tốt công việc hiện tại, không nên ôm đồm quá nhiều việc, kiểu việc gì cũng không đạt được kết quả như ý muốn. Vận khí bất ổn nên không thích hợp để đầu tư quy mô lớn, hãy bắt đầu từ những hạng mục nhỏ, như vậy có thể hạn chế rủi ro xảy ra. Người kinh doanh buôn bán sẽ có những lúc bị cạnh tranh rất mạnh trong tháng, thậm chí có thời điểm hàng hóa ế ẩm, kéo doanh thu cả tháng sụt giảm. Đây không phải là thời điểm phù hợp để bạn tung ra những sản phẩm mới, mà thay vào đó hãy tập trung phát triển và cải thiện chất lượng của sản phẩm hiện có. Điểm sáng nằm ở nguyệt lệnh lâm đế vượng ở Dậu. Nhìn theo hướng tích cực thì con giáp này vẫn có thể gặp hung hóa cát, hung khí sẽ giảm dần. Nếu có thiệt hại về tài chính thì chỉ là khoản nhỏ, không phải lo lắng thái quá. Chỉ cần bạn tính toán cẩn thận và thông minh hơn một chút, đặc biệt là cần có sự nhạy bén khi quan sát biến động của thị trường thì sẽ có cơ hội xoay chuyển tình thế, thu về lợi nhuận xứng đáng. Người tuổi Dậu cũng nên học cách chi tiêu một cách thông minh. Khoản gì cần thiết nên tiêu dùng. Nếu không quá cấp bách thì có thể trì hoãn để bảo toàn tài khí. Cũng không thể thiếu việc nghĩ cách để gia tăng thêm thu nhập bằng các công việc ngoài luồng khác. Có như vậy tình hình tài chính mới thật sự ổn định, lâu dài, chấm dứt tình trạng lúc lên lúc xuống vì phụ thuộc quá nhiều vào một nguồn thu nhập. 3. Luận về phương diện tình cảm. Bước sang tháng mới có nguyệt lệnh lâm đế vượng phúc tinh hóa giải nên cục diện tương hại hầu như ảnh hưởng rất nhỏ tới phương diện tình cảm của người tuổi Dậu. Vì thế tình cảm lứa đôi khá hài hòa, không xảy ra mâu thuẫn nào quá nghiêm trọng. Tuy không gặp được sóng gió gì lớn lao nào đe dọa tới mối quan hệ, cũng không xảy ra mâu thuẫn hay khắc khẩu nghiêm trọng, nhưng mọi thứ lại phát triển theo hướng bình bình, đôi khi gây ra sự nhàm chán tẻ nhạt. Nếu tình trạng này kéo dài thì dù không có khúc mắc nào rõ ràng, tình yêu của hai bạn vẫn có thể đổ vỡ như thường. Đôi bên cần dành thời gian chia sẻ, chủ động hâm nóng và vun vén mối quan hệ, đừng phó mặc cho đối phương, còn mình chỉ biết nhận lấy. Người độc thân gặp nhiều may mắn hơn nhờ đào hoa tinh thiên diêu chiếu mệnh, chỉ cần khéo léo thể hiện mình thì duyên khác phái ngày càng vượng, dễ tìm được ý trung nhân. Nhưng nếu chỉ biết bị động, ngồi chờ tình yêu tới mà không chịu hành động, e rằng mọi thứ sẽ chuyển theo hướng tiêu cực. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Chịu tác động của hại thái tuế, sức khỏe của người tuổi Dậu giảm sút, sức đề kháng suy yếu một phần do tác động tiêu cực từ yếu tố thời tiết, môi trường sống, phần khác do mải mê suy nghĩ cho công việc. Cũng chỉ vì suy nghĩ quá nhiều nên chất lượng giấc ngủ và bữa ăn hàng ngày của người tuổi này giảm sút đáng kể. Đôi khi tâm tính bản mệnh còn rất dễ vui buồn thất thường, ảnh hưởng xấu tới hệ tiêu hóa, đặc biệt là dạ dày. Trong tháng bản mệnh cũng cần đề phòng hỏa huyết quang. Ngoài ra chú ý vấn đề an toàn giao thông. Còn giáp này có thể cải thiện sức khỏe, bắt đầu bằng việc cải thiện chế độ ăn uống và luyện tập thể dục thể thao hợp lý. Tốt hơn hết, nên duy trì thói quen khám sức khỏe định kỳ để sớm chữa trị kịp thời. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Dậu vào tháng 9 âm lịch năm 2022. 1. Tuổi Đinh Dậu, mệnh hỏa, nam sao thủy diệu, nữ sao mộc đức, khẩu quyết, hiệu quả công việc sa sút, tiến độ chậm trễ. Quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Mão, tiểu nhân, tuổi Thìn, tuổi Dậu, màu sắc may mắn, màu đỏ, màu hồng. 2.
tuổi Kỷ Dậu, mệnh Thổ, nam sao Mộc Đức, nữ sao Thủy Diệu, khẩu quyết, cạnh tranh khá lớn, mâu thuẫn nội bộ gia tăng. Quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Mão, tiểu nhân, tuổi Thìn, tuổi Ngọ, màu sắc may mắn, màu hồng, màu vàng. 3. Tuổi Tân Dậu, mệnh Mộc, nam sao Vân Hớn, nữ sao La Hầu, khẩu quyết, tiền bạc dễ bị thất thu, quản lý tuổi tiền thật chặt. Quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Hợi, tiểu nhân, tuổi Tý, tuổi Mão, màu sắc may mắn, màu trắng, màu tím. 4. Tuổi Quý Dậu, mệnh Kim, nam sao Thủy Diệu, nữ sao Mộc Đức, khẩu quyết, tình cảm không có sóng gió nhưng ngày càng lạnh nhạt. Quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Thân, tiểu nhân, tuổi Ngọ, tuổi Mùi, màu sắc may mắn, màu hồng, màu tím. 5. Tuổi Ất Dậu, mệnh Thủy, nam sao Mộc Đức, nữ sao Thủy Diệu, khẩu quyết, sức khỏe giảm sút, sức đề kháng suy yếu. Quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Tỵ, tiểu nhân, tuổi Thìn, tuổi Sửu, màu sắc may mắn, màu vàng, màu đen. Tử vi tháng 9 âm lịch năm 2022 của người tuổi Tuất cần sớm sóc lại tinh thần, trở thả trôi bản thân. Bước sang tháng 9 âm lịch, người tuổi Tuất cần sóc lại tinh thần để có thể sẵn sàng cho những thách thức tới trong tháng. Hung vận lẫn ác các vận, đây chắc chắn sẽ là một tháng bạn không được phép để mình được chảnh mãn hay chản trừ, thả trôi bản thân, kẻo mọi thứ sẽ sa sút nhanh hơn. Nguyệt lệnh lâm suy, thêm âm sát hung tinh tác động, công việc gặp phải nhiều khó khăn hơn, con giáp này nên đề phòng bởi có dấu hiệu tiểu nhân đeo bám rõ ràng, bản mệnh cần hành xử thận trọng và cố gắng kiểm soát cảm xúc để mọi chuyện không chuyển biến tiêu cực. Tuy nhiên, một khi kiên trì vượt qua hết thảy, thành quả gặt hái được hoàn toàn xứng đáng. Vận trình tài lộc có nhiều biến động lên xuống thất thường nhưng chủ yếu theo chiều hướng xấu. Con giáp này cần có kế hoạch quản lý tài chính thật rõ ràng và chặt chẽ hơn mới có thể hạn chế tình trạng thất thu. Kinh doanh hay đầu tư nên nhìn về lâu về dài, đừng chỉ chạy theo cái lợi trước mắt mà bất chấp tất cả. Chuyện tình cảm vẫn có nhiều nỗi muộn phiền, bạn cần phải điều chỉnh nhiều suy nghĩ, xem xét lại cảm xúc riêng tư để có thể xử lý thích hợp. Người độc thân hãy để mọi thứ diễn ra thuận theo tự nhiên, không nên cưỡng ép, nếu không, kết quả sẽ không như ý muốn. Tình hình sức khỏe của con giáp này có dấu hiệu giảm sút khá rõ rệt, bệnh cũ dễ tái phát, cơ thể thường xuyên mệt mỏi, quẫy quại, đau nhức. Con giáp này nên thay đổi thói quen sống tích cực hơn, kết hợp chăm chỉ luyện tập thể dục thể thao để tăng cường khả năng chống lại bệnh tật cũng như làm chậm dấu hiệu lão hóa. Xem tử vi tháng 9 âm lịch năm 2022 của tuổi Tuất qua từng phương diện của cuộc sống. 1. Luận về phương diện sự nghiệp. Bước sang tháng Canh Tuất có nguyệt lệnh lâm suy ở Tuất, dự báo vận trình bản mệnh giảm sút, một phần vì không được nguyệt lệnh che chở, phần khác là do chính sự nỗ lực của bạn chưa tới. Mọi thứ vẫn chưa đạt được kết quả như con giáp này mong muốn. Công danh sự nghiệp vẫn cần rất nhiều sự cố gắng từ chính bản mệnh mới mong có ngày nếm trái ngọt. Do vận khí sa sút nên có những lúc viện lý do. Đầu tiên, tiến hành khá thuận lợi nhưng càng về sau thì càng trở ngại khó khăn. Tâm lý áp lực, tinh thần xuống dốc là điều khó tránh, nhưng quan trọng hơn cả là bản mệnh. Bạn vẫn cần xem xét lại toàn bộ quá trình làm việc chứ đừng nhắm mắt cho qua, biết sai mà không sửa thì sai lầm nối tiếp sai lầm, cuối cùng đi đến thất bại. Lại thêm thái tuế và âm sát hung tinh tác động là điềm báo có tiểu nhân đeo bám khá rõ, còn giáp này nếu không đủ tỉnh táo để tự bảo vệ mình thì sẽ chẳng ai có thể giúp đỡ được bạn. Bản mệnh cần hành sự thận trọng và cố gắng kiểm soát cảm xúc để mọi chuyện không chuyển biến tiêu cực, tạo cái cớ cho tiểu nhân nắm thóp, dở trò, quấy phá. Có thể thấy vấn đề tinh thần đang quyết định rất nhiều tới cuộc sống của con giáp này trong tháng 9 âm lịch. Do đó, điều quan trọng là bạn cần sớm sóc lại tinh thần để có thể sẵn sàng cho những tháng đầy thách thức này.
Trong khi đó, suy nghĩ quá nhiều, sợ bóng, sợ gió là vấn đề mà bạn cần khắc phục. Thay vì nghĩ nhiều, bạn mạnh dạn đứng dậy hành động. Có làm, ắt có sai, sai thì sửa, quan trọng, đừng quan trọng hóa vấn đề. Đây chắc chắn sẽ là một tháng mà bạn không được phép cho mình được chảnh mạng hay sa sút, thả trôi bản thân, kẻo mọi thứ còn sa sút nhanh hơn. Nếu bạn biết bình tĩnh đối mặt, tính toán hơn thì sẽ đạt được những thứ mà bạn chưa từng nghĩ tới. Một khi kiên trì vượt qua hết thảy, thành quả gặt hái được hoàn toàn xứng đáng. Với những ai đang có ý định tìm kiếm công việc sẽ cảm thấy vất vả ngay từ ban đầu. Nếu có thể, bạn chưa nên rời bỏ công việc hay vị trí hiện tại ở thời điểm này, kẻo mọi thứ sẽ không lý tưởng như những gì bạn kỳ vọng. 2. Luận về phương diện tài chính. Tử vi tháng 9 âm lịch của người tuổi Tuất cho thấy công việc bất lợi kéo theo đó là tài lộc của con giáp này cũng giảm sút khó tránh. Nguyệt lệnh làm suy xuất hiện gây ra nhiều tác động của môi trường xung quanh, tiểu nhân cạnh tranh không lành mạnh, bản thân lại sinh ra tâm lý sốt ruột và chán trường. Cùng lúc chịu nhiều áp lực khó tránh khỏi việc muốn buông xuôi, càng như vậy con đường làm giàu của bạn càng hẹp lại. Tình hình kinh doanh buôn bán trong tháng không mấy khả quan, tuy trong tháng cũng có thời điểm sáng hơn, doanh thu đạt được cao hơn so với bình thường, nhưng tần suất này thấp không đáng kể. Kinh doanh hay đầu tư nên nhìn về lâu về dài, đừng chỉ chạy theo cái lợi trước mắt mà bất chấp tất cả. Bạn cũng không nên vội vàng tin tưởng vào những lời chào mời, rủ rê bùi tai mà dễ dàng phun tiền ra. Đó có thể là cái bẫy ngọt ngào chỉ đợi bạn sa vào. Ở thời điểm này, mọi thứ lên xuống thất thường nhưng chủ yếu theo chiều hướng xấu. Con giáp này cần có kế hoạch quản lý tài chính thật rõ ràng và chặt chẽ hơn mới có thể hạn chế tình trạng thất thu. Các chi phí sinh hoạt hàng ngày cũng trở nên xem nhẹ. Nhiều khoản nhỏ tích lại thành khoản lớn, buộc lòng người tuổi Tuất phải rút hầu bao. Số tiền tích lũy được chưa nhiều đã phải bỏ ra để chi dùng. Tuy nhiên, đó là việc làm cần thiết, nên không phải đắn đo quá nhiều. Có điều, cần phải liệu cơm mà gấp mắm, chi tiêu eo hẹp hơn đôi chút. 3. Luận về phương diện tình cảm. Vận trình tình cảm của người tuổi Tuất trong tháng Canh Tuất vẫn có nhiều nỗi buồn phiền. Dù là người có đôi hay người độc thân đều trải qua những cung bậc cảm xúc thất thường, buồn nhiều hơn vui. Âm sát xuất hiện là dấu hiệu trục trặc, nảy sinh không ít mâu thuẫn cản trở tình yêu lứa đôi. Mối quan hệ của hai bạn có thể chịu tác động từ những lời nói bên ngoài, tình cảm dần bị lung lay. Nếu niềm tin cả hai dành cho nhau không đủ lớn, chỉ cần chút gió thổi lai có thể khiến cho những gì đã xây dựng đổ thành mây khói. Trước những lời nói của người ngoài, bạn nên xác nhận lại với đối phương một lần nữa rồi mới đưa ra nhận định. Tránh tình trạng kết luận vội vàng, người ấy sẽ cảm thấy không được tin tưởng và tôn trọng. Bạn cần phải điều chỉnh nhiều suy nghĩ, xem xét lại cảm xúc riêng tư để có cách xử lý thích hợp. Để cải thiện mối quan hệ, điều quan trọng nhất là hai bạn cần dành nhiều thời gian để chia sẻ, tâm sự cùng nhau hơn nữa. Nhất là các cặp yêu xa, hãy giữ vững niềm tin vào nhau, bởi chỉ trong một, hai lần phát sinh mâu thuẫn thì có thể nghi ngờ. Người độc thân vẫn có thể để mọi thứ diễn ra thuận theo tự nhiên, không nên cưỡng ép, nếu không kết quả sẽ không như ý muốn. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Tình trạng sức khỏe của người tuổi Tuất trong tháng 9 âm lịch có dấu hiệu giảm sút khá rõ rệt. Bệnh cũ dễ tái phát, cơ thể thường xuyên mệt mỏi, quể quải, đau nhức. Lười vận động là nguyên nhân gây ra rất nhiều bệnh, nhất là những bệnh liên quan đến tim mạch. Bạn cần chú ý dưỡng sinh để nâng cao sức đề kháng. Đặc biệt, bản mệnh nên thay đổi thói quen sống tích cực hơn, hạn chế ăn hàng quán hay đồ ăn có nồng độ cồn nhiều. Để cải thiện thể chất, bên cạnh đó, việc chăm chỉ luyện tập thể thao để tăng cường khả năng chống lại bệnh tật cũng như làm chậm dấu hiệu lão hóa.
cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Tuất vào tháng 9 âm lịch năm 2022. 1. Tuổi Mậu Tuất, mệnh mộc, nam sao Thổ Tú, nữ sao Vân Hẳn, khẩu quyết, công danh sự nghiệp vẫn rất cần nhiều sự cố gắng. Quý nhân phù trợ tuổi Mão, tuổi Dần, tiểu nhân tuổi Thìn, tuổi Tỵ, màu sắc may mắn màu xanh, màu nâu. 2. Tuổi Canh Tuất, mệnh kim, nam sao Thái Âm, nữ sao Thái Bạch, khẩu quyết, đề phòng điềm bảo có tiểu nhân đeo bám cả rõ. Quý nhân phù trợ tuổi Ngọ, tuổi Thân, tiểu nhân tuổi Thìn, tuổi Sửu, màu sắc may mắn màu đỏ, màu nâu. 3. Tuổi Nhâm Tuất, mệnh thủy, nam sao Thái Dương, nữ sao Thổ Tú, khẩu quyết, kinh doanh buôn bán trong tháng không mấy khả quan. Quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Hợi, tiểu nhân tuổi Dần, tuổi Dậu, màu sắc may mắn màu xám, màu trắng. 4. Tuổi Giáp Tuất, mệnh hỏa, nam sao Thổ Tú, nữ sao Vân Hẳn, khẩu quyết, vận trình tình cảm vẫn còn nhiều nỗi muộn phiền. Quý nhân phù trợ tuổi Mùi, tuổi Dậu, tiểu nhân tuổi Sửu, tuổi Thìn, màu sắc may mắn màu trắng, màu đỏ. 5. Tuổi Bính Tuất, mệnh thổ, nam sao Thái Âm, nữ sao Thái Bạch, khẩu quyết, sức khỏe giảm sút khá rõ rệt, bệnh cũ dễ tái phát. Quý nhân phù trợ tuổi Mão, tuổi Ngọ, tiểu nhân tuổi Mùi, tuổi Tỵ, màu sắc may mắn màu đen, màu vàng. Tử vi tháng 9 âm lịch năm 2022 của người tuổi Hợi, thể trạng giảm sút, tinh thần mệt mỏi. Xem tử vi tháng 9 âm lịch năm Nhâm Dần của người tuổi Hợi cho thấy, cần hết sức lưu tâm đến phương diện sức khỏe của bản thân, bởi đây là tháng bản mệnh dễ gặp các vấn đề bất lợi về sức khỏe, thể trạng giảm sút, đau ốm khó tránh. Nguyệt lệnh lâm đất bệnh tại Hợi, bất kỳ dấu hiệu thất thường nào cơ thể phát ra đều có thể là lời cảnh báo nhắc nhở bạn trở nên chủ quan. Bên cạnh đó cần đề phòng tai nạn bất ngờ, hòa huyết quan, nhiều chuyện muộn phiền khiến tinh thần mệt mỏi sinh tâm bệnh. Tháng nay, vận khí của Hợi lên xuống thất thường, làm việc gì cũng cần thận trọng, kẻo dự tính không kịp thực tế. Tốt nhất bạn nên lập sẵn phương án để đề phòng, thậm chí có thể đưa ra những tình huống xấu nhất có thể xảy ra, từ đó tìm cách ứng phó một cách hiệu quả nhất. Việc có sự chuẩn bị trước giúp cho bạn tránh rơi vào tình trạng luống cuống, lay hoay khi gặp sự cố. Bù lại, người tuổi Hợi may mắn có con đường tài lộc khá sáng, nhờ tháng này có tài tinh thực thần đứng bóng. Đầu tư ở thời điểm này là sự lựa chọn khá phù hợp, cần chủ động nắm bắt cơ hội. Dù vậy, vận may sẽ chỉ đến với những ai có những tính toán cụ thể và nắm bắt được điều cốt lõi của mục tiêu mà bản thân đang theo đuổi. Phương diện tình cảm phong phú, dạt dào, vì có bách việc đào hoa chiếu mệnh, còn giáp này có nhiều trải nghiệm ngọt ngào trong chuyện tình yêu lửa đôi. Dù vậy vẫn có dấu hiệu thu hút đào hoa xấu, dễ đề phòng kẻ thứ ba xuất hiện xen ngang phá hoại tình cảm lửa đôi. Xem tử vi tháng 9 âm lịch năm 2022 của người tuổi Hợi qua từng phương diện của cuộc sống. 1. Luận về phương diện sự nghiệp. Xem tử vi tháng 9 âm lịch của người tuổi Hợi cho thấy, vận khí của con giáp này trong tháng Canh Tuất lên xuống thất thường, nên tinh thần làm việc cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Bạn gặp khó khăn trong việc triển khai các kế hoạch của bản thân, mọi thứ như chững lại, bế tắc liên miên. Những vấn đề mà bản mệnh gặp phải trong thời gian này đa phần đều xuất phát từ việc bạn đánh mất niềm hăng hái cho công việc. Bạn làm việc như một cỗ máy vô hồn, thiếu ý thức, ý tưởng sáng tạo, phương pháp cũ rích. Không phải lúc nào vấn đề xảy ra cũng đều có thể áp dụng những cách xử lý cũ, bất cập cũng xuất hiện từ chính đây. Không được nguyệt lệnh ủng hộ, lại cũng không có các tinh che chở, mọi việc đều cần phải dựa vào bản thân của bạn là chính. Nếu người tuổi Hợi không sớm chấn chỉnh lại chính mình, áp lực ngày càng gia tăng, khi đó dù bạn có muốn khắc phục cũng chẳng hề dễ dàng. Tháng này không thích hợp để mở mang công việc mới, bạn vẫn nên làm tốt những việc được giao phó trước mắt thì hơn. Thời điểm này, bạn chưa đủ hào hứng vẫn thiết kế theo đuổi mục tiêu, gặp một chút khó khăn, rất dễ nản chí, từ bỏ hết mọi nỗ lực và công sức xây dựng kế hoạch từ trước đó một cách lãng phí.
Với những việc đang tiến hành dang dở, làm gì cũng phải thận trọng, kẻo dự tính không kịp theo thực tế. Tốt nhất bạn nên lập sẵn phương án để đề phòng, thậm chí có thể đưa ra những tình huống xấu nhất có thể xảy ra, từ đó tìm cách ứng phó một cách hiệu quả nhất. Việc có sự chuẩn bị trước còn giúp cho bạn tránh rơi vào tình cảnh luống cuống, lay hoay khi gặp sự cố. Nhìn chung, bản mệnh hãy cứ bền tâm vững trí, xử lý từng việc một, chớ lo nghĩ quá nhiều, thành ra tự gây áp lực cho bản thân, dẫn tới suy nghĩ không thông, sẽ hành động sai lầm. Bên cạnh đó, người tuổi Hợi cũng nên đề phòng họa khẩu thiệt thị phi, ăn nói cần giữ mồm giữ miệng, không tham gia các cuộc tranh chấp, tránh làm sự việc càng thêm nghiêm trọng, vừa ảnh hưởng danh tiếng của bản thân, vừa phá hỏng các mối quan hệ vốn tốt đẹp. 2. Luận về phương diện tài lộc. Xem tử vi tháng 9 âm lịch năm 2022 của 12 con giáp cho thấy, mặc dù phương diện công việc của người tuổi Hợi gặp nhiều căng thẳng, nhưng con đường tài lộc khởi sắc là sự bù đắp không nhỏ cho con giáp này. Tháng này được thực thần tài tinh che chở, tiền bạc của bản mệnh khá vượng, làm ăn kinh doanh hay đầu tư đều có lợi nhuận đổ về túi. Người làm công ăn lương vẫn có nguồn thu nhập ổn định từ công việc chính. Tuy nhiên, các khoản thu ngoài luồng hầu như không có, chi tiêu không thoải mái như trước, do đó bạn vẫn cần phải liệu cơm mà gắp mắm, lấy phương châm tích lũy làm trọng. Ngoài ra, do công việc gặp nhiều trục trặc, nhất định trong thời gian này có lượng công việc ngày càng tăng, một số người có thể cảm thấy mức lương nhận được lại không tương xứng. Có lẽ đó mà nảy sinh những tâm lý chán chường, bất bình, tạo rào cản lớn trên con đường phát triển sự nghiệp. Dẫu vậy, bạn cũng nên xem lại bản thân trước khi đổ lỗi cho hoàn cảnh, đôi khi vấn đề xuất phát từ chỉnh thái độ làm việc của bạn. Thử thay đổi một chút tâm thế cũng như cách tiếp cận vấn đề, có lẽ bạn sẽ thấy mọi việc dần có khởi sắc hơn đấy. Việc đầu tư ở thời điểm này được cho là sự lựa chọn khá khôn ngoan. Nếu bạn đang ấp ủ dự định nào đó, đừng do dự quá nhiều, mạnh dạn tiến hành, ắt có thu hoạch. Tranh thủ vận khí, đương vượng, tỷ lệ thành công khá cao, thậm chí còn dễ gặp được quý nhân mang tới cơ may làm giàu cho con giáp này, bạn cần chủ động nắm bắt cơ hội. Dù vậy, vận may sẽ chỉ đến với những ai có những tính toán cụ thể và nắm bắt đều cốt lõi của mục tiêu mà bản mệnh đang theo đuổi. Đừng quên, vận khí vẫn chưa ổn định, làm việc sốc nổi, bốc đồng hay chạy theo cái lợi trước mắt mà bất chấp rủi ro thì kết cục sẽ rất đắng. 3. Luận về phương diện tình cảm. Xem tử vi tháng 9 âm lịch này, nhờ có đào hoa bách việt chiếu mệnh, tình duyên của người tuổi Hợi sẽ có rất nhiều hứa hẹn bất ngờ. Tình yêu lứa đôi, hôn nhân gia đình ngày càng khăng khít, mặn nồng sau khi đôi bên cùng nhau trải qua không ít sóng gió biến cố của cuộc đời, đời sống vợ chồng hài hòa, gia đạo an yên. Tuy nhiên, đào hoa quá vượng không phải lúc nào cũng tốt, nhất là với những người đã có đôi hay đã lập gia đình, bản mệnh cần đề phòng thu hút đào hoa xấu. Không nghiêm túc giữ mình thì rất dễ sa ngã trước cám dỗ, tạo cơ hội cho kẻ thứ ba chen chân phá hoại tình cảm. Lứa đôi, nhân duyên rộng mở trong tháng lại rất tốt cho người độc thân, bản mệnh được nhiều người để ý, có nhiều sự lựa chọn. Quan trọng là bản mệnh có muốn điều đó hay không mà thôi. Có thể do nhiều vệ tinh xuất hiện cùng lúc khiến bạn do dự, thiếu quyết đoán. Nhưng dù thế nào đi nữa, hãy có sự dứt khoát trong việc lựa chọn đối tượng cho mình. Đừng đứng núi này trong núi nọ, ngập ngừng với người nọ, mập mờ với người kia mà đẩy bản thân vào rắc rối tình cảm. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Trong tháng Canh Tuất, người tuổi Hợi sẽ cần đặc biệt lưu tâm tới phương diện sức khỏe của mình. Đây là tháng nguyệt lệnh lâm bệnh cung. Vận trình sức khỏe giảm sút, sức đề kháng kém, toàn thân suy nhược, đau ốm khó tránh. Bất kỳ dấu hiệu bất thường nào của cơ thể phát ra đều có thể là lời cảnh báo nhắc nhở bạn trở nên chủ quan. Tinh thần quệ quại cũng ảnh hưởng trực tiếp tới thể chất. Bạn nên điều chỉnh tâm lý, học cách suy nghĩ thoáng mọi việc thì khó khăn nào cũng qua. Bên cạnh đó, vận trình tháng tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ngờ, đa phần do trong số đó là điều xui xẻo cho cơ thể. Vì vậy, bản mệnh
cần phải chủ động dưỡng sinh để bảo vệ sức khỏe, đi lại thận trọng để tránh được hòa huyết quan. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Hợi trong tháng 9 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. 1. Tuổi Đinh Hợi, mệnh thổ, nam sao La Hầu, nữ sao Kế Đô, khẩu quyết. Vận khí thất thường, tinh thần làm việc quể quải. Quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Thìn, tiểu nhân, tuổi Tuất, tuổi Tỵ, màu sắc may mắn, màu vàng, màu hồng. 2. Tuổi Kỷ Hợi, mệnh mộc, nam sao Kế Đô, nữ sao Thái Dương, khẩu quyết. Tháng này không thích hợp để mở màn công việc mới. Quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Dần, tiểu nhân, tuổi Dậu, tuổi Ngọ, màu sắc may mắn, màu đỏ, màu vàng. 3. Tuổi Tân Hợi, mệnh kim, nam sao Thái Bạch, nữ sao Thái Âm, khẩu quyết. Làm ăn kinh doanh hay đầu tư đều có lợi nhuận đổ về tuổi. Quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Tuất, tiểu nhân, tuổi Sửu, tuổi Mão, màu sắc may mắn, màu trắng, màu nâu. 4. Tuổi Quý Hợi, mệnh thủy, nam sao La Hầu, nữ sao Kế Đô, khẩu quyết. Tình duyên có rất nhiều hứa hẹn bất ngờ. Quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Thân, tiểu nhân, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, màu sắc may mắn, màu tím, màu cam. 5. Tuổi Ất Hợi, mệnh hỏa, nam sao Kế Đô, nữ sao Thái Âm, khẩu quyết. Vận trình sức khỏe giảm sút, sức đề kháng kém. Quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Tuất, tiểu nhân, tuổi Thìn, tuổi Ngọ, màu sắc may mắn, màu trắng, màu đỏ.